Đoạn kiếm tập chín, từ hoa sen đen trắng đến hoa sen ba màu, nhìn như chỉ tăng thêm một đạo linh khí, nhưng độ khó khống chế nó tăng lên lại gấp 5, 6 lần. Hoa sen đen trắng chỉ cần duy trì cân bằng cùng một lúc, nhưng hoa sen ba màu lại tăng lên tới ba mặt, tiêu hao đối với tâm lực vô cùng lớn. Đây còn là thần thức của Chu Hằng đã được khắc kiếm rèn luyện mới có thể miễn cưỡng, suốt nửa tháng sau, hắn miễn cưỡng có thể khống chế hoa sen ba màu, trước mắt đây cũng là cực hạn của hắn dù sao thần thức không đủ cường đại, chịu cảnh giới hạn chế hắn dù có yêu miệt mấy đi nữa nhiều lắm cũng chỉ đạt tới sơ phân cảnh, cường độ thần thức nhiều nhất là của ích địa cảnh, mà chỉ có cảnh giới cao hơn mới có thể duy trì thần hồn cường đại hơn, về phần cổ tư thì miễn cưỡng hoàn thành hoa sen đen trắng, còn hoa sen ba màu nàng còn con đường rất dài phải đi. Không thể không cam bái hạ phong đối với ngộ tính và năng lực khống chế của Chu Hằng, tuy nói như thế, hoa sen đen trắng vẫn như cũ có được uy lực rất cường đại tuy rằng còn chưa đủ để tăng lên chiến lực của nàng một cấp bậc, nhưng nếu phát động đột kích bất ngờ, khẳng định có thể mang đến cho đối thủ một lần kinh hoàng, mà Chu Hằng thì càng thêm đáng sợ, hắn vốn là linh lực hùng hậu vượt qua tụ linh tam trọng thiên đỉnh phong, nếu bất thình lình sử ra hoa sen ba màu, chính là sơ phân cảnh đều phải chịu thiệt. Điểm ấy, cổ tư đã nếm qua đau khổ rồi, hai người ở tầng thứ hai này đã luận bàn với nhau rất nhiều lần, cổ tư nếu như áp chế lực lượng bằng với Chu Hằng, như vậy không hề nghi ngờ nàng không phải đối thủ của Chu Hằng. Mà nếu nàng khai hòa toàn bộ chiến lực, như vậy Chu Hằng cũng phải bại không chỉ hoán chút nào, đại cảnh giới áp chế cũng không phải nói là nói, hắn có thể ở tụ linh nhất trọng thiên đánh chết tụ linh tam trọng thiên, nhưng khẳng định không thể ở tụ linh nhị trọng thiên đánh chết sơ phân nhất trọng thiên. Tuy nhiên, tấm chắn đại cảnh giới này cũng không phải không thể đánh vỡ, Chu Hằng tự tin một khi đạt tới tụ linh tam trọng thiên đỉnh phong, hắn nhất định có thể đánh chết sơ phân nhất trọng thiên. Tu luyện ngũ hành liên hoa phá tạm thời tới đây kết thúc, bọn họ đều trải qua tăng nhanh thực lực, về sau phải nhờ vào thời gian tu luyện tiến bộ từng tí từng tí một, còn phải qua nhiều lần hao phí tinh lực để ngũ hành liên hoa phá tiến bộ, Chu Hằng tiếp tục ở lại trong rừng rậm săn giết yêu thú, chỉ là yêu thú tụ linh cảnh cũng không phải đầy đường đâu cũng gặp, mà số lượng có hạn. Hơn nữa rừng rậm này rộng lớn như vậy, hắn đi tới thật xui xẻo, trong 10 ngày không ngờ chỉ giết được có ba con Chu Hằng. Tại sao huynh muốn giết yêu thú? Cổ tư bình thản hỏi, Chu Hằng đương nhiên không có khả năng nói thật, ngẫm nghĩ một chút rồi nói, xem như lịch lãm thôi. Ở trong tông môn giao đấu với người khác, luôn bị bó tay bó chân, không thể phát huy toàn lực, không thể có hiệu quả tôi luyện chân chính, vậy không bằng đi vào đấu thú trường trong thành đi, đấu thú trường, đấu thú trường ở thời điểm lúc đầu, là cho yêu thú đấu với nhau để giải trí cho nhân loại, nhưng dần dần liền cải đổi, võ giả nhân loại cũng xuống sân chiến đấu, đấu với thú, rồi đấu với người tới nay đấu thú trường cũng được xưng là huyết tinh đấu sĩ trường cổ tư vẫn như cũ không chút đổi sắc nói có thể ở nơi đó sống sót đều là người có kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú mỗi ngày có vô số người chết ở bên trong đó chu hằng lộ vẻ do dự hắn theo đuổi giết chóc mục đích là để nhanh chóng tích lũy tu vi nhưng nếu vì điểm ấy mà đi đánh chết người không quen biết không hề có ân oán điều đó hắn khó có thể chấp nhận giới hạn cuối cùng của hắn chính là đánh chết ác đồ cùng hung cực ác hoặc là người chọc tới trên đầu hắn nên người ở đấu thú trường dường như không phù hợp với yêu cầu của hắn lo lắng làm sát kẻ vô tội sao cổ tư dường như nhìn thấu tâm tư của hắn yên tâm đi người ở trong đó phần lớn đều là tử tù đều là ác đồ làm lớp lớp chuyện ác người giống như huynh tới đó để tôi luyện chính mình quả thật rất ít nghe nói như vậy chu hằng không hề cố kỵ nữa đi chúng ta lập tức trở về thiên hàng thành một chuyến đi về cũng trôi qua hai tháng tu vi của Chu Hằng tăng lên tới tụ linh nhị trọng thiên. Đối với người bình thường mà nói tốc độ này đã mau không tưởng rồi, nhưng hắn vẫn không vừa lòng, bởi vì Liễu Thánh Kiệt đã là sơ phân nhất trọng thiên. Người này là con của Tam Điện Chủ, khẳng định hưởng thụ tài nguyên tu luyện tốt nhất, tốc độ tu vi tăng lên tất nhiên cũng cực nhanh. Khoảng cách kỳ hạn nửa năm cũng chỉ còn bốn tháng, không có thời gian cho hắn lãng phí, sau khi về lại thiên hàng thành, hai người lập tức biết một tin tức, bảy ngày sau, Thiên Bảo Các sẽ bán đấu giá ba trái Phong Linh Quả, tin tức từ nửa tháng trước đã được Thiên Bảo Các công bố ra ngoài. Dụng ý dĩ nhiên rất rõ ràng, chính là tạo cho mọi người có đủ thời gian để chuẩn bị tiền, đến lúc đó thống khoái ra giá. Nếu không lâm thời mới chạy kiếm thì làm sao có thể đánh ra giá, giá cao chứ? Phong Linh Quả là cực phẩm của võ giả tụ linh cảnh, sau khi võ giả ăn vào có thể tăng lên một tiểu cảnh giới, nếu là tụ linh tam trọng thiên đỉnh phong ăn vào như vậy cũng có thể nắm chắc vài phần tấn công thành công sơ phân cảnh bởi vậy các võ giả trong thiên hàng thành ai nấy đều xoa xoa tay chẳng những võ giả tụ linh cảnh động tâm chính là không ít cường giả sơ phân cảnh cũng dục dịch phong linh quả này tuy không có hiệu quả với bọn họ nhưng không phải bọn họ còn có con cháu đời sau sao tuy nhiên phong linh quả không thể ăn nhiều trong cơ thể sẽ có kháng dược tính ăn vào viên thứ hai chỉ sẽ sinh ra tác dụng phụ không có chỗ tốt gì chu hằng lập tức động tâm nhưng bán đấu giá loại cấp bậc này, tiền sử dụng cũng không phải vàng bạc, mà là linh thạch. Hắn tổng cộng chỉ kiếm được 5 khối, trong đó có 3 khối đã bị hắn hấp thu xong, còn lại hai khối linh thạch có ném vào phòng đấu giá thì ngay cả mua bọt nước đều không nổi. Nguyệt Châu, vật này cũng là cực phẩm, hơn nữa đối với người cảnh giới càng cao thì càng quý báu. Nó cần tới võ giả linh hải cảnh mới có thể luyện hóa, nhìn khắp hàn thương quốc có cường giả như vậy sao, huynh hãy hóa trang, không nên để người ta nhận ra, nếu không có thể sẽ có hậu hoạn. Cổ tư nhắc nhở hắn, Chu Hằng gật gật đầu, hắn cũng đang có ý nghĩ như vậy, lập tức mua một cái mũ nỉ lớn đội trên đầu, lại mua một tấm mặt nạ, tiếp theo vận chuyển linh lực tràn ngập cơ thể, cả người nhất thời cường kiện lên một vòng, hiện tại chỉ nhìn riêng từ hình thể hắn, cho dù là Chu Định Hải, Lâm Phước Hương cũng không thể nhận ra Chu Hằng, hắn cảm thấy vừa lòng liền lấy ra năm viên nguyệt châu rời khách điếm đi tới hướng thiên bảo các, bảo nguyệt kính mỗi buổi tối sau khi hấp thu ánh trăng đều có thể ngưng tụ ra một viên nguyệt châu, hiện trong tay Chu Hằng đã có 17 viên, nhưng hắn đâu dám một lần lấy ra hết. Hơn nữa, dù hắn muốn một lần lấy ra hết, dựa vào trình độ của thiên hàng thành còn không có người có thể nuốt trôi phần bảo vật lớn như vậy, năm viên cũng đã đủ xa xỉ rồi. Đi tới thiên bảo các, nhìn khu kiến trúc hoa lệ diện tích tới mấy mẫu kia, Chu Hằng không khỏi thầm líu lưỡi. Bàn về tài phú, toàn bộ các thế lực của Hàn Thương Quốc cộng hết lại có thể so sánh với thiên bảo các được sao, vị đại gia này, ngài là muốn mua đan dược, binh khí, hay là muốn vào trọng lực thất tu luyện. Khi Chu Hằng đi vào, lập tức một gã phục vụ tiến lên hỏi, ta có mấy món đồ cần ủy thác các người bán đấu giá. Chu Hằng biến đổi thanh âm ồ ồ nói, hiểu rồi. Mời đại gia đi theo tiểu nhân, phục vụ kia dẫn Chu Hằng đi ra lầu chính, thông qua một cái hành lang, sau đó đi tới một tòa biệt viện. Hắn gõ cửa, nói: "Mã trưởng quý, có vị khách nhân muốn ủy thác chúng ta bán đấu giá, ngài báo trưởng quản xem." Cửa phòng mở ra, một thiếu niên thanh tú đi ra, phất phất tay cho phục vụ kia, sau đó liếc nhìn Chu Hằng, nói: "Mời đi theo ta." Chu Hằng đi theo hắn đi vào sân viện, liền thấy một lão nhân chừng 60 đang ngồi uống trà, lão tóc hoa râm, mặt đầy nếp nhăn, ngồi đi. Lão nhân ngẩng đầu nhìn lướt qua Chu Hằng, cặp mắt xám đục đột nhiên trở nên vô cùng sắc bén dường như có thể đâm thủng màn trời. Lão cười ha hả mấy tiếng, nói tiểu tử thật cẩn thận. Đến tột cùng là định bán đấu giá bảo vật gì, mà cẩn thận như vậy. Lão nhân này là cao thủ sơ phân cảnh, lộ ra ngoài khí tức vô cùng cường đại, Chu Hằng cười cười, từ trong lòng lấy ra một viên nguyệt châu, đặt lên bàn, nói có vị trưởng bối bảo tại hạ bán ra vật này, à. Đưa lão phu nhìn xem, lão nhân cầm lên nguyệt châu, hả. Lão lập tức phát ra một tiếng kêu kinh hái, lộ ra vẻ mặt khó tin ra ra chuyện gì vậy gã thiếu niên thanh tú vội hỏi từ lúc hắn có trí nhớ tới nay chưa từng thấy qua lão nhân thất thố như vậy nguyệt châu lão nhân mắt sáng rực ánh mắt nhìn về phía chu hằng có ngụ ý sâu sắc cười nói trưởng bối của tiểu tử ắt hẳn có lai lịch lớn đây lão phu mã khoan quân đây là tiểu tôn mã ứng khả chỉ có cường giả linh hải cảnh trở lên mới có thể ngưng luyện tinh hoa ánh trăng hình thành nguyệt châu bởi vậy sau lưng chu hằng nhất định phải có cường giả tuyệt thế linh hải cảnh linh hải cảnh nha đó là tồn tại cường đại biết bao chu hằng muốn chính là hiệu quả này hắn vừa không thừa nhận vừa không phủ nhận nói mã tiền bối ngài xem nguyệt châu này có đủ tư cách để bán đấu giá hay không ha ha nếu là nguyệt châu mà không có tư cách thì còn có vật gì có tư cách chứ mã khoan quân cười ha hả nói lão là một trong quản sự của thiên bảo các ở nơi này lão biết về đồ vật này nó không biết nhiều hơn gấp bao nhiêu lần so với Chu Hằng, Hàn Thương Quốc với thiên tinh tông mạnh nhất, nhưng lão tổ tông môn cũng chỉ có tu vi khai thiên cảnh, ở trước mặt cường giả linh hải cảnh ngay cả con kiến cũng không bằng, một tiểu quốc như vậy lại xuất hiện một cường giả siêu cấp linh hải cảnh, ý nghĩa sau lưng hắn là cái gì chứ? Chu Hằng cũng lấy ra bốn viên Nguyệt Châu còn lại, toàn bộ đặt lên bàn, rồi nói, cộng tất cả năm viên. Xin tiền bối xem qua nghiệm thu, Mã khoan quân không dám qua loa, sau khi cầm lấy từng viên nguyệt châu cẩn thận kiểm tra gật gật đầu nói đây đều là nguyệt châu thượng phẩm tiểu tử xưng hô như thế nào vãn bối họ lý tên chỉ một chữ hoành chu hằng tùy ý bịa đặt một cái tên nếu hắn báo ra tên thật như vậy với năng lực của thiên bảo các khẳng định có thể tra ra lai lịch của hắn vậy thì bối cảnh linh hải cảnh của hắn sẽ bị lộ tẩy lý công tử đây là tín vật người hãy thu cất đợi sau khi bán đấu giá của bản các hoàn thành dựa vật ấy đến đổi tiền bán đấu giá thu được. Mã khoan quân nói, dựa theo quy củ của bản các, vốn phải rút ra một thành phí dụng. Tuy nhiên Nguyệt Châu quá mức quý báu và hy hữu, thực có chỗ tốt để tăng lên danh tiếng của bản các, lão phu làm chủ trì rút ra nửa thành phí dụng. Chu Hằng vốn tưởng rằng đối phương sẽ nói không rút ra tiền phí dụng, không nghĩ tới chỉ là giảm một nửa, khiến hắn không khỏi thầm than, quả nhiên thương nhân chính là thương nhân, cho dù muốn lấy lòng cao nhân, ở sau lưng hắn, cũng không quên kiếm tiền lời lại tán gẫu vài câu, Mã Khoan Quân muốn moi ra chi tiết về cao nhân sau lưng Chu Hằng kia, nhưng bị Chu Hằng ứng đối cẩn thận. Sau nửa giờ, Mã Khoan Quân liền bảo Mã ứng khả đưa Chu Hằng rời đi, dụng ý tự nhiên là để con cháu tạo mối quan hệ tốt với Chu Hằng, nào ngờ gã thiếu niên Mã ứng khả khí thịnh, căn bản xem thường không để Chu Hằng vào mắt, đối đãi với Chu Hằng không nóng không lạnh, thành ra cô phụ dụng tâm lương khổ của Mã Khoan Quân, Chu Hằng cũng không quan tâm, sau khi ra ngoài thiên bảo các, liền đi tới đấu thú trường đi tới đấu thú trường, Chu Hằng không khỏi có loại cảm giác không biết nên khóc hay nên cười, bởi vì đấu thú trường này rõ ràng trên danh nghĩa lại là sản nghiệp của Thiên Bảo Các. Tuy nhiên đấu thú trường từ đầu cũng không thuộc về Thiên Bảo Các, trước kia cũng chỉ có thú đấu, là xứng với cái tên đấu thú trường. Đến sau này sau khi bị Thiên Bảo Các thu tóm, thì mới có tiền lệ tù phạm tử hình tham dự huyết đấu, nhân loại tuy rằng khai hóa trí tuệ, thoát khỏi hàng ngũ giá thú, nhưng trong máu vẫn có bản tính giết chóc, khi có võ giả nhân loại gia nhập quyết đấu tanh máu khán giả của đấu thú trường lập tức bảo phát trở thành giống như giếng phun trải qua vô số năm đấu thú trường cũng biến thành huyết tinh đấu sĩ trường cũng tăng thêm rất nhiều quy định võ giả bên ngoài có thể xuống sân ứng chiến dùng trong giết chóc chân chính tôi luyện chính mình nhưng điều này cần trả một số tiền lớn làm phí dụng đấu với yêu thú hoặc là tù phạm tử hình luyện thể cảnh có thể dùng vàng bạc để trả tiền nhưng nếu muốn chiến đấu với yêu thú hoặc tù phạm tử hình có tu vi tụ linh cảnh thì cần phải trả tiền bằng linh thạch. Về phần đối thủ sơ phân cảnh thì thật có lỗi, cấp bậc này ngay cả thiên bảo các cũng không tìm ra. Hoặc là nói, cũng không muốn tìm lại đây, dù sao thiên hàng thành đâu có cao thủ sơ phân cảnh nào nguyện ý đi mạo hiểm như vậy, Chu Hằng nhìn xuống, cùng đấu với tù phạm tử hình hoặc là yêu thú tụ linh cảnh, mỗi lần vào sân cần trả một khối linh thạch, hắn nhìn xem ví tiền của mình, tổng cộng chỉ còn lại hai khối, ở trước khi bán đấu giá hắn có thể đánh được hai trận phải nghĩ biện pháp kiếm thêm linh thạch. Đánh cược, huyết tinh đấu sĩ trường sẽ tổ chức đánh cược đối với rất nhiều trận chiến đấu, cung cấp cho mọi người đặt tiền cược. Phương thức đặt tiền cuộc có hai loại là nhận tiền và linh thạch, dùng tiền đánh cược nuôi chiến. Đúng, ý không tồi, Chu Hằng Hạ quyết tâm, liền khôi phục tướng mạo của mình, đỡ phải sau khi hắn lũ chiến lũ thắng có người nghiên cứu tìm hiểu mình, ngược lại liên lụy lòi ra đại bí mật của Nguyệt Châu, muốn khiêu chiến tù phạm tử hình tụ linh cảnh, hay là yêu thú. Khi Chu Hằng nói rõ ý đồ đến đây, hắn được dẫn tới một gian thư phòng, một nam nhân trung niên hơn 40 tuổi hỏi hắn, tù phạm tử hình. Chu Hằng ngẫm nghĩ, nhân loại có thể thông minh hơn so với yêu thú. Mà hắn ngoại trừ muốn hấp thu lực lượng ra, còn muốn dựa vào áp lực sinh tử bước bách chính mình đạt tới cảnh giới của thế. Yêu thú không thể tạo cho hắn áp lực lớn như vậy, được. Giao nộp một khối linh thạch. Nam nhân Trung niên kia nói lạnh như băng, Chu Hằng y theo lời xuất ra một khối linh thạch để lên bàn, nam nhân nhặt lên xem xét một phen, sau đó gật gật đầu, nói cần lưu tên tuổi không? Chu Hằng, tốt. Trận chiến của ngươi sẽ sắp xếp vào khoảng 3 giờ chiều, thỉnh trước thời hạn chờ ở chỗ này. Đến lúc đó nếu không có mặt, xem như tự động buông bỏ, sẽ không trả lại linh thạch. Người Trung niên kia vẫn như cũ không chút đổi sắc, nói, đã biết, nếu chết trận trong đấu thú trường, chúng ta không chịu trách nhiệm, biết tốt vậy ngươi ký tên vào tờ văn kiện này đi. Sau khi Chu Hằng ký tên vào tờ sinh tử khế kia, rời đi, nam nhân trung niên lập tức viết lên tờ giấy, Chu Hằng, tụ linh nhị trọng thiên, chiến lược không gió. Thời gian còn sớm, Chu Hằng trước về lại khách điếm. Cổ tư cũng không trở về cô tuyệt tông, mà vẫn luôn đợi hắn ở trong cửu huyền thí luyện tháp, không ngừng khiêu chiến đối thủ ở tầng thứ ba. Tuy rằng nhiều lần chiến bại, nhưng nàng vẫn không tức giận chút nào, khiến Chu Hằng đều phải bội phục nghị lực của nàng, trong chiến đấu với đối thủ mạnh mẽ này nàng bị bước phải xuất ra toàn bộ tiềm lực dần dần có xu thế lĩnh mộ ra hoa sen ba màu chu hằng cũng vào cửu huyền thí luyện tháp tuy rằng linh khí ở trong này cũng không có khác biệt với ngoại giới nhưng được cái ở trong này sẽ không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì là một chỗ bế quan tu luyện tốt nhất mấy ngày nay hắn vận dụng bảo tháp cũng càng ngày càng thuận buồm xuôi gió cũng phát hiện thật ra muốn đi vào bảo tháp cũng không cần phóng lớn tháp đến mức độ có thể chui vào mà chỉ cần dùng ý thức kết nối là hắn có thể trực tiếp bị hấp thu vào đương nhiên khoảng cách này không thể quá xa phải ở bên trong khu vực thần thức của hắn có thể bao phủ hơn nữa ở giữa không thể có đồ vật này nọ ngăn cách hiện nay thần thức của hắn đã có thể bao phủ phạm vi không gian ba trượng bởi vậy ở trong phạm vi này hắn có thể trực tiếp biến mất giống như quỷ mị cái này dùng để đánh lén cường giả có lẽ không đủ nhưng dùng để bảo mệnh thì không còn gì tốt hơn dù sao ai có thể phát hiện cử huyền thí luyện tháp thu nhỏ lại như hạt bụi ở trước mắt trách không được lúc trước lấy được nó khó khăn lớn như vậy, vật này đúng là một trí bảo. Cổ tư so với Chu Hằng còn si mê với võ đạo hơn, sau khi bảo hắn chuẩn bị một số lớn thức ăn ở tầng thứ nhất, nàng hoàn toàn không có ý định rời đi, Chu Hằng ăn uống một chút, sau đó bắt đầu ở trong đầu quay trở lại quá trình chiến đấu với chín ngân nhân lúc trước, cố gắng muốn tìm ra ảo diệu của thế. Đợi đến gần 2 giờ chiều, hắn ra ngoài bảo tháp. Thu cất bảo tháp trên thân mình, rồi đi tới huyết tinh đấu sĩ trường, lúc này, đã có tin tức đối chiến của hắn, đối thủ của hắn là một tù phạm tử hình ngoại hiệu là giả dạ ma, đồng dạng là tụ linh nhị trọng thiên, quá trình chiến đấu ở đấu thú trường ghi lại là 3 thắng không thua, chính là tay mới, đúng như vậy, tin tức về giả dạ ma cũng không nhiều lắm, chiến lực cụ thể không có đánh giá, trận chiến đấu này cũng có thể đặt tiền cuộc, tỷ lệ cược của Chu Hằng là 10 chung 14, còn tỷ lệ cược của giả dạ ma thì lại thấp hơn, 10 chung 13 coi như vì muốn tốt cho giả dạ ma xuất chướng thêm vài lần, mà có thể thắng liên tiếp 3 trận đương nhiên thực lực bất phàm, bởi vậy tỷ lệ cược phải thấp một chút, Chu Hằng không chút do dự lấy ra tài sản còn sót lại của mình, một khối linh thạch đặt trên cửa của chính mình. Đáng tiếc, cổ tư mặc dù là tu vi sơ phân cảnh, nhưng bản thân cũng nghèo đến đáng thương. Hơn nữa còn cần linh thạch để nhanh chóng khôi phục thương thế, địa chủ ra thật không có lương tâm, chẳng những không thể cho hắn mượn, thiếu chút nữa ngay cả khối linh thạch này của hắn cũng đoạt đi, hắn đi tới phòng chuẩn bị, nơi này có thể nhìn thấy tình huống bên trong đấu thú trường, chỉ thấy hai đầu hung thú luyện thể cảnh đang điên cuồng chém giết nhau, đánh cho máu tươi bắn tung tóe. thật lâu mới phân ra thắng bại, quý vị khán giả, kế tiếp chính là một trận long tranh hổ đấu, là trận chiến giữa cấp bậc tụ linh cảnh. Người ứng chiến là đại danh đỉnh đỉnh dạ ma, ghi lại chiến đấu ở huyết tinh đấu sĩ trường là 3 thắng không thua. Trên khán đài, một nam nhân trung niên cao giọng giới thiệu tu vi luyện thể cảnh cũng đủ để truyền phát thanh âm đến toàn bộ mỗi một góc đấu thú trường, còn người khiêu chiến là một người mới, tên gọi là Chu Hằng, hai người đều là tụ linh nhị trọng thiên, đến tột cùng ai thua ai thắng. Quý vị khán giả thân mến, hiện tại quý vị hãy đặt tiền cược đi, trận chiến sẽ bắt đầu ở 3 phút sau, hãy nắm bắt thời gian. Y kỳ húc, o hằng không khỏi than thầm, thiên bảo các này thật đúng là biết kiếm tiền, rõ ràng hắn là bỏ tiền ra để huyết chiến, vẫn còn bị người ta lấy ra để bài bạc, cố tình lại một xu một hào yêu đãi đều không được chia. Thời gian 3 phút rất nhanh trôi qua, hàng rào sắt trước mặt Chu Hằng cũng vù vù nâng lên hiện ra một lối đi. Đi ra trường 10 trượng chính là khu vực của đấu thú trường dùng để chiến đấu, khu vực này là một hình vuông, mỗi cạnh dài chừng 100 trượng, chung quanh xây tường rất cao tạo thành một cái lồng giam to lớn, còn ở phía trên là từng dãy khán đài nghiêng xéo lên, đủ để cất chứa mấy vạn người, tuy nhiên hôm nay có vẻ rất vắng vẻ, đài khái chỉ có 3 phần ghế có người ngồi người xem với nam tính chiếm đa số nhưng cũng có nữ nhân khi giả ma cũng từ thông đảo bên kia đi ra lập tức có mấy nữ nhân phát ra tiếng thét chói tai hưng phấn một tay nắm chỗ cổ áo kéo tới kéo lui làm hai bầu ngực lắc lư giống như mẫu thú động dục chu hằng tập trung ánh mắt nhìn lại đối thủ chỉ có ngoại hiệu bên kia đó là một nam nhân thân hình rất cao gầy bộ mặt lạnh lùng làn da ngăm đen trên thân chớp động sát khí mãnh liệt dường như sắp tạo thành thực chất không có bất kỳ quy tắc nào khác một phương nhận thua hoặc là tử vong tức là chiến đấu chấm dứt. Cho máu tươi rơi vãi đi, chiến đấu bắt đầu. Chu Hằng không có lập tức phát động công kích, ngược lại áp chế lực lượng đến tiêu chuẩn tụ linh nhị trọng thiên bình thường. Đây là hắn muốn mượn chiến đấu để đẩy mạnh chiến ký đến cảnh giới, thế, nếu chỉ một chiêu thủ thắng thì hoàn toàn không có hiệu quả, giả ma đồng dạng không có vội vã phát động công kích, mà đi vòng quanh Chu Hằng, chỉ là thường thường nhếch khóe miệng, vươn đầu lưỡi thật dài liếm môi dưới, giống như đang thưởng thức máu tươi, không thể không cẩn thận mặc dù nói nhận thua có thể chấm dứt chiến đấu nhưng tỷ lệ tử vong này vẫn như cũ cao tới chín thành vì sao thời điểm đánh giết đến đỏ mắt lúc đó đâu còn quản đối thủ nói cái gì chỉ có một chữ sát 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 trên khán đài chung quanh khán giả không nhịn được gào to thanh âm tạo thành sóng âm không ngừng kích thích chiến ý của chu hằng và dạ ma vù dạ ma động rồi thân hình hắn vừa động với một loại bộ pháp cực kỳ quỷ dị cực kỳ cổ quái áp sát tới hướng chu hằng chu hằng mới đầu hai mắt vừa nhìn thấy liền có loại cảm giác đầu váng mắt hoa liền vội vàng nhắm lại hai mắt dùng thần thức bắt giữ động tính của đối thủ bộ pháp của đối phương có được hiệu quả làm mê loạn thần trí chết một tiếng quát khẽ bén nhọn giả dạ ma đã áp sát lại đây tay phải mở ra trong tay nhiều thêm một thanh chủy thủ tỏa ánh sáng lam dịu dàng choang chu hằng vung kiếm triển khai phi bộc kiếm pháp đón đỡ lập tức trên bầu trời xuất hiện từng đạo thác nước buông xuống đây chính là từ kiếm khí hình thành đủ để tạo thành uy hiếp to lớn cho giả dạ ma hắn cũng không có sử dụng hắc kiếm mà chỉ dùng thanh trường kiếm thông thường lâm thời mới mua nhưng ở dưới tình huống hắn dồn hết vào linh lực vẫn có thể sinh ra uy hiếp chí mạng đối với võ giả tụ linh cảnh sau khi thử va chạm một kích giả dạ ma xoay thân hình trong nháy mắt nhảy ra ngoài xa mười trượng hắn lẻ lưỡi liếm một cái trên chửi thủ trên mặt lộ ra một vẻ cười khát máu nói, ta đã thật lâu không có thưởng thức mùi vị của máu người. Thật sự là hoài niệm khi còn một thân tự do, lúc trước diệt một thôn xóm, một hơi uống máu tươi hơn trăm người, thật sự là vô cùng nhớ nhung mà. Đặc biệt là máu tươi của trẻ sơ sinh và xử nữ, thật ngọt ngào khiến người ta phát cuồng. Chu Hằng mơ hồ động sát khí, hắn biết chiến đấu ở trong này đều là tù phạm tử hình, nhưng về phần ác tới mức độ nào hắn cũng không rõ ràng lắm, nhưng nghe giả ma nói ra mấy câu nói đó, lập tức hắn xác định những người này chết đi không có gì đáng tiếc. Thậm chí chết một trăm lần cũng không quá đáng, mặc dù là máu của nam nhân, bất quá bây giờ điều kiện gian khổ, ta cũng không chọn tới chọn lui làm gì. Giả ma gào to một tiếng, thân hình lại nhích động, vẫn là bộ pháp khiến thần trí người ta mê muội kia, phóng nhanh tới hướng Chu Hằng, Chu Hằng lại mở ra cặp mắt, trong ánh mắt sát khí hừng hực, ha ha ha. Lại còn dám trận mắt, người là ngại bị chết không đủ nhanh hay sao? giả ma cười to, xuống tay lại không lưu tình chút nào, tay phải xẹt qua, trùy thủ vạch thẳng vào cổ Chu Hằng. Với toàn bộ linh lực dồn hết vào, pháp khí này chỉ sợ thân thể tụ linh cảnh đều có thể cắt đứt đoạn, Chu Hằng hừ lạnh một tiếng, keng keng keng, trường kiếm vung lên liên tục, hóa giải từng công kích của giả ma, ồ. Tại sao ngươi có thể không bị ảnh hưởng của quỷ ảnh bộ ta? Giả ma cả kinh kêu lên. Giả ma kinh hái, quỷ ảnh bộ này chính là tuyệt kỹ thành danh của hắn, có được công hiệu mê hoặc thần trí, khiến hắn ở trong chiến đấu chiếm hết tiện nghi, cho dù thực lực đối thủ nguyên bản mạnh mẽ hơn cũng không dễ ăn trong tay của hắn. Nhưng tiểu tử này không ngờ chỉ bị ảnh hưởng lúc bắt đầu, đến tột cùng là quái thai gì. Chu Hằng không trả lời, chỉ vũ động trường kiếm, ý chí của hắn kiên định như sắt, sao dễ dàng bị ảnh hưởng thần trí. Ngay từ đầu chịu ảnh hưởng, chỉ là lần đầu gặp được công kích như vậy thôi, hai người chiến đấu kịch liệt không thôi, kiếm với chùy thủ không ngừng va chạm tia lửa điện bắn ra bốn phía, Chu Hằng áp chế lực lượng, không dùng tấn vân lưu quang bộ, biến chính mình thành tụ linh nhị trọng thiên bình thường nhất, chỉ dựa vào phi bộc kiếm pháp tới chắn giả ma công kích thế, là một loại cảnh giới, chỉ cần có thể ở trên một môn kiếm pháp đạt được đột phá, chẳng khác nào mở rộng ra một cánh cửa cho mình, về sau học tập bất kỳ kiếm pháp nào đều có thể rất dễ dàng đạt tới cảnh giới của thế, mà tập. Thế to lớn, có thể đi vào cảnh giới của vực, thiên hà vạn kiếm nghe ta đây là của tư sư phụ dạy cho của nàng chỉ là nàng thủy trung không thể đột phá thậm chí ngay cả sư phụ nàng cũng không nắm giữ cũng chỉ là nghe sư tổ của nàng truyền thụ xuống mấy ngày này luôn luôn liều mạng trong cửu huyền thí luyện tháp muốn thông qua áp lực cực lớn để đạt tới cảnh giới của thế chu hằng cũng rất mắt thèm ngân nhân chiến lực kia nhưng thí luyện tháp tầng thứ hai đã bị hắn nhẹ nhàng đả thông tầng thứ ba lại giới hạn trong cảnh giới không đi được như vậy đành phải tìm kiếm đối thủ ở trong này hy vọng có thể gặp được một yêu nhiệt thiên phú kiệt xuất tựa như ngân nhân trong tâm la điện, ép hắn đến tuyệt lộ, giết. Giết, giết, trên khán đài, tiếng kêu như biển, máu tươi kích thích bọn họ liều mạng quá to, có vài nữ nhân lại lộ ra mông trắng bóng, ngoáy tít mù đối với khán đài phía dưới, ở trước mặt của sinh và tử, cái gọi là đạo đức bị đánh tan thành mảnh nhỏ, tiểu tử, buông bỏ chống cự đi, ta sẽ để ngươi được chết một cách thống khoái. Hai mắt giả ma thay đổi đến đỏ bừng, làn da cả người càng thêm khô quắt, dường như chỉ còn một bộ khung xương, hơi thở của hắn đột nhiên tăng lên tới tụ linh tam trọng thiên. Cái này hiển nhiên là một loại bí pháp, đem tu vi của hắn trong khoảng thời gian ngắn đề cao một cái cảnh giới mà giá phải trả. Không biết, Chu Hằng lộ ra một tia tiếc hận, nếu không gian đan điền người này lớn hơn một chút, như vậy sau khi đề cao một cái cảnh giới sẽ chân chính có tư cách đối kháng cùng hắn. Đáng tiếc, người bình thường vẫn rất nhiều, vẫn không thể bước ra tiềm lực của hắn, chết đi. Giả ma ào ào mà đến, hai tay mở ra, thân thể lướt đi, thực sự giống như một đầu ác ma săn bắn trong đêm đen, Chu Hằng thở dài, đối thủ quá yếu, căn bản không thể tạo thành áp lực cho hắn, đối với tìm tòi nghiên cứu thế không hề có trợ giúp, một khi đã như vậy, vậy chấm dứt đi. Phốc, Chu Hằng bước ra, trường kiếm đâm ra, trực tiếp đâm vào ngực của hắn, nhưng linh lực nội hàm mà không phun, một kiếm này chỉ làm giả ma bị thương nặng, cũng không giết hắn, ta nhận. Phốc, giả ma vừa định nhận thua, trong tay trái chu hằng đã có thêm đoạn kiếm màu đen xẹt qua cổ của hắn máu tươi cuồng phun chết soạt trên khán đài lập tức vang lên tiếng thét chói tai kinh thiên động địa những người xem không quan tâm ai có thể thắng được cuối cùng bọn họ chỉ muốn nhìn thấy đổ máu nhìn thấy tử vong mà khi giờ khắc này tiến đến bọn họ tự nhiên giống như gà trọi hăng tiết vậy chu hằng xoay người rời đi hai bên thông đạo mở ra một lần nữa hắn về tới phòng nghỉ thay đổi thân quần áo hắn lấy ra tiền đặt cược cũng chỉ có một khối linh thạch tiêu chuẩn cộng thêm hai khối linh thạch vụn vặt cộng hết lại cũng chỉ là một cân bốn lượng quá ít nguyên bản còn có hai khối linh thạch tiền vốn quá ít làm này mua bán thua thiệt lớn nghĩ nghĩ hắn lại đi tới thiên bảo các cải trang giả dạng biến thành lý hoành đi gặp mã khoan quân lý công tử có gì cần sao mã khoan quân rất kỳ quái tại sao tên này lại đến đây chẳng lẽ muốn thu hồi nguyệt châu không bán cái này không thể được a à? hắn đã triển khai tuyên truyền. Chu Hằng cười cười, nói gần đây tiêu tiền có chút nhanh, cần một ít linh thạch trước, không có vấn đề. Mã khoan quân buông lỏng trong lòng, nói giá trị Nguyệt Châu không thể đo lường, giá trị mỗi viên ít nhất ngàn khối linh thạch, nếu lưu lại, bản các cũng sẽ tự mua. Thiên hàng thành trung quy vẫn còn có chút nhỏ, Nguyệt Châu ở lãng Nguyệt Quốc rất dễ dàng có thể bán được 500 trở lên không phải linh thạch hạ phẩm, mà là trung phẩm, giá trị cao hơn gấp 10 nhưng chưa từng có người lấy linh thạch trung phẩm đi đổi linh thạch hạ phẩm điều này rất thua thiệt bởi vậy với một nghìn linh thạch hạ phẩm thiên bảo các kiếm lời lớn chỉ là phải mất chút phí vận chuyển lý công tử lão phu dự chi ngươi trước một nghìn linh thạch có đủ đủ rồi chu hằng gật gật đầu cho dù một nghìn linh thạch hắn không đi đấu cược vẫn đủ để hắn chiến đấu một nghìn tràng chu hằng lập biên lai xong mã khoan quân giao cho hắn 10 tấm giấy màu đen thập phần cứng cỏi tài liệu cũng rất đặc biệt có kim tuyến xuyên thấu. Một mặt đen chỉ viết mấy chữ 100, hạ phẩm, mặt khác thì ba chữ thiên bảo các, đây là linh phiếu thiên bảo các dùng ở bên ngoài, tương tự với ngân phiếu, chỉ có điều có thể tùy ý đổi linh thạch ở một chi nhánh thiên bảo các, nếu không gặp được bảo vật cần mấy vạn linh thạch tới mua, chẳng lẽ phải mang theo xe ngựa. Có linh phiếu, cực kỳ dễ dàng, đương nhiên cũng chỉ có thế lực như thiên bảo các mới có tư cách viết hóa đơn linh phiếu, đổi thành nhà khác ai dám tin tưởng? chu hằng đã nghe cổ tư nói qua tự nhiên sẽ không ra làm trò cười cho thiên hạ lúc này ly khai thiên bảo các trở lại khách điếm ngày hôm sau chu hằng tiếp tục đi đấu thú trường chiến đấu trừ bỏ dùng một khối linh thạch trả phí vào bàn hắn áp toàn bộ linh thạch còn dư lại ở trên người mình thắng 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 liên tiếp ba ngày chu hằng thắng liên tiếp ba trận cộng thêm chàng với dạ ma kia hắn đã là bốn thắng liên tiếp ở huyết tinh đấu sĩ trường cũng coi như có chút danh tiếng chỉ là theo số lần hắn thắng thay đổi nhiều, tỷ lệ cược cũng thu nhỏ theo, hiện giờ đã là 10 bồi thường 12. Dù như thế, tài phú hắn cũng tích lũy đến 1.700 linh thạch, khi Chu Hằng lại đi tới đấu thú trường, người phụ trách tự mình ra mặt thấy hắn, hỏi hắn có nguyện ý nhận vượt cấp chiến đấu hay không cũng chính là giao thủ cùng thiên tử hình phạm tụ linh tam trọng. Cái này không cần Chu Hằng mất lệ phí, ngược lại còn cấp cho hắn một 100 linh thạch, thương nhân đều không lợi không làm, có thể cho Chu Hằng chỗ tốt như vậy tự nhiên đã nghĩ thông suốt đấu cược vớt trở về, Chu Hằng tự nhiên đáp ứng, tụ linh tam trọng thiên. Hắn mới vừa vào tụ linh cảnh đã giết qua, hiện tại lại dễ dàng như giết gà chém chó, lần chiến đấu này vốn không lập tức tiến hành, mà là vào hai ngày sau, tựa như có vật đấu giá chân quý phải tuyên truyền một chút, loại quyết chiến này có thể kinh động con mắt tự nhiên cũng phải tuyên truyền một chút thật tốt, Chu Hằng huyết chiến cùng với thiên âm thủ Lưu Hoàng. Theo đấu thú trường phóng tin tức này ra ngoài, toàn bộ thiên hàng thành đều chấn động thiên âm thủ lưu hoàng, đây chính là một trong người đại cường giả đấu thú trường. Tụ linh tam trọng thiên sơ kỳ, 65 tuổi, am hiểu trường Pháp, một bộ loàn vũ trường đánh ra, như có được 1.000 tay, chiến tích ở đấu thú trường là 89 thắng 7 thua. Trong 89 thắng, trực tiếp giết chết đối thủ 65 lần, người trọng thương không trị liệu 22 lần, chỉ có hai người sống sót, nhưng cũng bị tàn phế. Hắn mặc dù có 7 thua, lại có thể giữ được tánh mạng, cũng đủ để chứng minh thực lực của hắn. Tụ linh nhị trọng thiên với tụ linh tam trọng thiên vốn tranh lệch rất lớn, mà Lưu Hoàng có chiến tích hiền hách như thế, tự nhiên không ai xem trọng Chu Hằng. Tỷ lệ cược rất nhanh đi ra, Chu Hằng thắng, một chung bảy. Mà Lưu Hoàng thắng, thật có lỗi, không có tỷ lệ cược. Thằng ngốc cũng biết Lưu Hoàng tất thắng, tiền đặt cược biến thành Chu Hằng là chết chắc, hoặc là trọng thương không trị liệu được mà chết, hay là bị thương tàn phế. Chỉ có ba cái chọn, miểu sát, 10 chung 11, trọng thương mà chết, 10 chung 15, bị thương tàn phế, 10 chung 22. Đây là căn cứ chiến tích dĩ vãng của Lưu Hoàng định ra tỷ lệ cược, cho dù chỉ có một thành lợi nhuận, nhưng đại đa số người vẫn rất máu me, trận chiến đấu này không chỉ hấp dẫn dân chúng toàn thành, đồng dạng cũng kinh động võ giả chín ngọn núi. Cái gì, Chu Hằng chiến đấu cùng với Lưu Hoàng, muốn chết sao Chu Hằng? Chính là tiểu tử 18 tuổi đột phá tụ linh cảnh sao? Nghe nói là song linh thể, mặc dù chỉ là nhân linh thể tam tinh, nhưng huyết mạch lực cũng không thể coi thường, phải đi nhìn xem, các vị khán giả, hôm nay, bản đấu thú trường kính dâng mọi người một trận chiến đấu vô cùng đặc sắc, từ lính mới chu hằng khiêu chiến chiến sĩ chân chính đấu thú trường chúng ta, thiên âm thủ lưu hoàng. Xoạt, bốn phía lập tức vang lên tiếng gào điên cuồng, lúc này trên khán đài không còn chỗ trống, thậm chí có không ít người đứng xem, mà khu vực cao nhất ở trong sương mù cũng tới sáu bảy thành người xem. Đây đều là đệ tử chín ngọn núi tin tưởng mọi người đã chờ lâu, xin mọi người nắm bắt thời gian đặt tiền cuộc, bắt đầu chiến đấu 5 phút đồng hồ, đến lúc đó xin miễn đặt tiền cuộc. Thương thương thương, hàng rào sắt dâng lên, Chu Hằng đi nhanh tới trước, khi hắn đặt chân đến sân chiến đấu đấu thú trường, trong thông đạo đối diện cũng có một nam nhân dáng người khôi ngô đi tới, lập tức, tiếng hoan hô nổi lên bốn phía, lại có nữ nhân điên cuồng mà vẹt ngực lộ nhũ hoa, đây là thiên âm thủ Lưu Hoàng. Từ ngoài hiệu mà xem, người này hẳn dáng rất thon dài, thiên về nhanh nhẹn không nghĩ tới như là một con gấu thời gian còn chưa tới chu hằng cùng lưu hoàng đối mắt nhìn nhau đều đang quan sát đối phương người kia có điểm mạnh chu hằng lộ ra một tia chiến ý đánh chừng mấy ngày rốt cục gặp được một đối thủ có thể làm cho hắn mất chút tinh thần đã đến giờ bắt đầu vù lưu hoàng lập tức triển khai hai tay ảo ảnh chồng lên tầng tầng lớp lớp thực sự giống như dài ra một nghìn cái tay đánh về phía chu hằng thình thịch thình thịch thình thịch Chu Hằng nâng quyền đón, sau khi ngay oanh mười mấy quyền, hắn bị ngạnh sinh đẩy lui hơn 20 trượng, khóe miệng tràn ra một đảo máu tươi, lực lượng của đối phương cường đại đến vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Khí là tụ linh tam trọng thiên sơ kỳ, nhưng lực lượng tuyệt đối không chỉ vậy. Không phải tụ linh cảnh tam trọng thiên thông thường, mà là không gian đan điền lớn hơn rất nhiều so với thường nhân. Đáng giá chiến một trận, ánh mắt Chu Hằng sáng lên. Trách không được không ai xem trọng Chu Hằng, chiến lược lưu hoàng tuyệt đối cường hãn. Tuy nhiên, ngay cả đối phương cũng chỉ xếp hạng thứ 10 ở đấu thú trường, ở trước mặt hắn vẫn còn có 9 người cường đại hơn. Chu Hằng không khỏi mừng như điên trong lòng, đối thủ như vậy nói không chừng thật có thể ép hắn đến trạng thái lúc trước đánh với ngân nhân một trận, tiến vào cảnh giới của thế, đáng tiếc, Lưu Hoàng còn yếu một chút, lực lượng của hắn quả thật vượt qua tụ linh tam trọng thiên sơ kỳ bình thường, nhưng so sánh cùng Chu Hằng biến thái vẫn không đủ. Lực lượng người cũng tương đương với tụ linh tam trọng thiên đỉnh phong, nhưng lực lượng chu hằng đã sớm vượt qua trình độ này chu hằng thử áp chế lực lượng kể từ đó hắn biết mình không sẽ gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào làm sao có thể vội vã xuất ra tiềm lực của hắn tuy nhiên đối thủ như vậy cũng rất khó được chu hằng hoàn toàn buông ra lực lượng chủ động áp chế tu vi chiến đấu căn bản không có ý nghĩa ầm chu hằng lại đụng nhau một cái với lưu hoàng sau khi trầm đục ra ngoài dự liệu của tất cả mọi người lưu hoàng bị nặng nề đánh bay ra ngoài mà chu hằng lại đứng bình ổn Yêu quái a, à, tụ linh nhị trọng thiên không ngờ có thể đánh bay tụ linh tam trọng thiên. Hơn nữa, Lưu Hoàng cũng không phải tụ linh tam trọng thiên thông thường a, à, hắn đủ để địch nổi tụ linh tam trọng thiên đỉnh phong. Nói cách khác, không gian đan điền tiểu tử này vượt qua xa thường nhân, vượt qua lực lượng tụ linh tam trọng thiên. Sắc mặt Lưu Hoàng khó coi, tay phải của hắn bị Chu Hằng chặt đứt ba xương ngón tay, chênh lệch song phương to lớn như thế sao? Hắn vận chuyển linh lực, toàn lực khôi phục thương thế, chỉ là không có huyết mạch lực Tốc độ khôi phục xa xa không thể so sánh cùng Chu Hằng trên thực tế. Cũng không phải tất cả huyết mạch lực đều thích hợp dùng để khôi phục thương thế. Đúng là nhìn lầm, nguyên tưởng rằng tiểu tử này chỉ là nhân linh thể tam tinh không cần để ở trong lòng, không nghĩ tới lại có được không gian đan điền viễn siêu thường nhân, từ kết quả đụng nhau lưu hoàng, không gian đan điền người này ít nhất là gấp 3 thường nhân. Không gian đan điền gấp 3 thường nhân, đây vẫn chỉ là đánh giá thấp nhất, có thể còn cao hơn tuy không gian đan điền lớn hơn nữa cũng sẽ không khiến cho đột phá cảnh giới trở nên dễ dàng, nhưng ta cũng không đạt tới sơ phân cảnh, nếu chiến với người này một trận, thắng bại còn thật khó dự liệu. Đáng ghét, đại diễn thịnh hồi không đủ 4 tháng đã phải bắt đầu, lúc này không ngờ lại chạy ra một cái đối thủ cạnh tranh khó dây dưa như thế. Trong khán đài, lập tức vang lên từng đạo thanh âm nói nhỏ, đều bị Chu Hằng đột nhiên bộc phát ra thực lực làm khiếp sợ, nhân linh thể tam tinh tuy rằng huyết mạch lực không tính là cường đại, nhưng dù sao cũng là linh thể a toàn bộ hàn thương quốc cũng chỉ có vạn cái linh thể mà thôi cho dù là nhân linh thể nhất tinh thì sao có thể bỏ quên không đúng thời điểm tiểu tử này mới vừa vào tông môn không phải mới vừa vào tụ linh cảnh sao tại sao hiện tại đạt tới tụ linh nhị trọng thiên vẻn vẹn chỉ hai tháng a hắn hoàn thành một lần đột phá đây là người sao chẳng lẽ hắn chiếm được linh dược cùng loại phong linh quả không sai nếu không như thế làm sao hắn có thể tiến bộ nhiều như vậy trong vòng 2 tháng. Không gian đan điền của hắn lớn, ngược lại hạn chế tốc độ tích lũy tu vi, dù mỗi ngày ôm linh thạch tu luyện cũng không thể có hiệu quả như vậy. Chết tiệt, tại sao phúc duyên tiểu tử này lớn như vậy? Khán đài vang lên nói nhỏ lần nữa, chỉ là lần này thanh âm lớn hơn rất nhiều, mọi người đều trao đổi suy nghĩ trong lòng, có mấy người đã bảo phát ra sắc ý lành lạnh, mà chiến đấu trong đấu thú trường còn đang tiến hành, Lưu Hoàng đã phục hồi xương gãy như cũ, thiên thủ triển khai, chu hằng ứng đối tự nhiên, thần thức của hắn được khắc kiếm cải tạo viễn siêu võ giả cùng cảnh giới, rất tùy ý ra quyền đón chào. Bảo vũ liên kích, lưu hoàng mạnh mẽ hét lớn một tiếng, hắn biết nếu không xuất ra bổn sự chân chính về sau nói không chừng không có cơ hội, bốp. Bốp, ba, trong không khí chợt vang lên thanh âm keng keng, mắt thường có thể thấy được, không khí quanh thân chu hằng tạo thành vô số hạt mưa, đột nhiên bắn đi. Thực sự như mưa rền gió dữ, như vạn mũi tên bắn một lượt, lực xuyên thấu mười phần, Chu Hằng vội vàng bắn ra thân hình, hai đấm vô động như gió, nạnh sinh giết ra ngoài. Lợi hại, hắn khen tự đáy lòng, trên thân hiện ra vài lỗ máu, cuối cùng không thể lui toàn thân. Tuy nhiên theo hắn vận chuyển huyết mạch lực, những lỗ máu này cũng nhanh chóng khép lại, nếu không phải trên quần áo còn lưu lại từng lỗ hồng, căn bản không nhìn ra từng bị đánh cho bị thương, Lưu Hoàng cũng không nản lòng, tuy rằng cái này không tạo thành thương nặng đối với Chu Hằng, nhưng cũng làm tiêu hao linh lực đối phương đồng dạng vẫn có ưu thế hắn lại chủ động xuất kích hai tay huy động lại vô số hạt mưa trống rỗng hiện lên cuồng bắn đối với chu hằng mà bản thân của hắn thì xông lên cực lực khiến chu hằng phân tâm khiến cho bảo vũ liên kích có thể tạo thành phá hư lớn nhất chu hằng không triển khai tấn vân lưu quang bộ có tuyệt học bảo mệnh mạnh nhất hắn cũng có vài phần lười biếng gặp được công kích phản ứng đầu tiên chính là né tránh đây cũng bất lợi cho thực lực của hắn tăng lên hơn nữa hiện tại không thử về sau gặp được cường giả sơ phân cảnh thậm chí địa cảnh thì sẽ thế nào với công đối công lực lượng của chính mình chiếm thượng phong tuyệt đối chẳng lẽ còn đánh bừa võ đạo chi tâm nên dũng cảm tiến tới chu hằng hô quyền như gió với quyền hóa kiếm đẩy ra phi bộc kiếm pháp đón đánh hạt mưa đầy trời trong lòng đột nhiên có một chút hiểu ra thân hình của hai người vụt qua nhau trên người của chu hằng lại có thêm vài cái lỗ máu máu tươi tràn ra nhuộm đỏ quần áo hắn trên khán đài một mảnh thanh âm không hổ là thiên âm thủ a chiêu bảo vũ liên kích này lần nào cũng tốt không biết giết bao nhiêu người thập đại cao thủ huyết tinh đấu sĩ trường là đùa sao tuy rằng lực lượng tiểu tử kia mạnh nhưng võ đạo cũng không phải lực lượng lớn nhất định có thể thắng giết thiên âm thủ xử lý tên tiểu tử kia lưu hoàng lại âm trầm sắc mặt trong ánh mắt có rung động mãnh liệt người khác có thể không có cảm giác nhưng hắn lại rõ ràng, lần này Chu Hằng bị đánh ra chín lỗ máu. Mà một lần phía trước, đối phương bị đánh trúng người một lần. Đây tột cùng là vận khí Chu Hằng tốt, hay là tiểu tử này đột nhiên tiến bộ. Nếu như là về sau, tiểu tử này không khỏi thật đáng sợ. Lúc này Lưu Hoàng đã không có đường lui, hắn gầm lên một tiếng, vẫn là bảo vũ liên kích, đây là sát chiêu mạnh nhất, tuy rằng cực kỳ hao tổn linh lực, nhưng hắn lại không thể không dùng. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, hai người không ngừng giao thủ chu hằng vẫn như cũ ở hạ phong mỗi lần giao thủ trên người hắn đều có thêm vài cái lỗ máu dù huyết mạch lực có thể khôi phục thương thế trong nháy mắt nhưng tiêu hao đại lượng linh lực hô hấp chu hằng rõ ràng trở nên thô lưu hoàng cũng không chịu nổi uy lực bảo vũ liên kích lớn như vậy phụ tải đối với hắn cũng vô cùng đáng sợ tiểu tử ngươi cũng gần tới cực hạn đi lưu hoàng điều chỉnh hô hấp một chút để thanh âm có vẻ bình tĩnh che lấp chuyện linh lực hắn hao tổn ta có thể phát hiện tâm tha cho ngươi một mạng ngươi nhận thua đi hắn không muốn đánh tiếp cùng chu hằng làm một cái ma đầu giết chóc vô số hắn ẩn ẩn có loại cảm giác chu hằng căn bản còn không bộc phát ra chiến lược mạnh nhất không phát huy toàn lực đã đáng sợ như thế như vậy một khi bộc phát ra không nói đánh giết hắn ít nhất cũng có thể liều mạng cùng hắn lưỡng bại câu thương thậm chí đồng quy vô tận chu hằng mỉm cười hắn mơ hồ chạm đến một tầng màng nhưng chỉ thiếu chút nữa vẫn không thể chọc thủng lại đến hắn vẫy vẫy tay ý chí chiến đấu sục sôi thẳng hướng vòm trời. Hỗn đàn. Lưu Hoàng giận quát một tiếng, nếu Chu Hằng không chịu dừng lại chiến đấu giữa chừng, hắn là người bị khiêu chiến không có quyền chấm dứt chiến đấu, ai bảo hắn là phạm nhân tử hình. Vậy ngươi đi chết đi, hắn vốn chính là hung nhân, hung tính nổi lên, lại một chiêu bảo vũ liên kích, cuồng oanh hướng về Chu Hằng, hoa lạp lạp. Chu Hằng vươn một ngón tay, nhẹ nhàng huy động, chợt trống giống hiện lên một đảo thác nước, phát ra tiếng nước hoa lạp lạp, một đảo, hai đảo, ba đảo, ngón tay hắn vi động liên tục, trong nháy mắt hình thành 36 đảo thác nước. Hộ ở trước người của hắn, hạt mưa đầy trời va chạm trên thác nước, nhao nhao mai một. Chu Hằng không bị thương chút nào, sắc mặt của Lưu Hoàng khó coi giống như nuốt vào mấy trăm con ruồi. Hắn dự cảm không sai, Chu Hằng thật sự đang lấy hắn làm đá mài dao, dưới áp lực mà không ngừng tiến bộ, hơn nữa tốc độ còn nhanh kinh người. Làm sao bây giờ? Ngay cả sát chiêu mạnh nhất của hắn đều bị phá giải, còn có thể như thế nào chu hằng lộ ra nụ cười thỏa mãn đang không ngừng sát phạt hắn rốt cục bước ra một bước cực kỳ trọng yếu đẩy mạnh phi bộc kiếm pháp đến độ cao mới kiếm pháp cũng không phải nhất định phải sử dụng kiếm mới có thể thi triển ra trọng yếu chính là kiếm ý kiếm ý trong lòng vạn vật đều có thể là kiếm ngón tay chu hằng chém ra kiếm khí ngang dọc kiếm khí trên bầu trời tái hiện thác nước bay cuộn hướng về lưu hoàng một đảo hai đảo ba đảo lại ba mươi sáu đảo thác nước giống như 36 con hắc long, Lưu Hoàng cả kinh kêu lên liên tục, không ngừng đánh ra bảo vũ liên kích, hiện tại hắn cũng chỉ có một chiêu này có thể chống đỡ được Chu Hằng công kích, ầm. Ầm, ầm, nhưng mưa rền gió dữ lớn hơn nữa làm sao có thể đủ so sánh với thác nước liên miên bất tuyệt. Lưu Hoàng kêu thảm một tiếng, bị một đạo thác nước trực tiếp đâm thủng qua ngực. Phốc, một đạo máu tươi phun ra, mà đầu giết người vô số không cam lòng liếc nhìn miệng vết thương, chỉ cảm thấy lực lượng toàn thân cùng sinh mệnh đều theo máu tươi rời đi, hắn ầm ầm ngã xuống, khí tức đoạn tuyệt, Chu Hằng còn đắm chìm trong phi bộc kiếm pháp, hắn đã chạm tới cánh cửa thế, chỉ cần hợp nhất 36 kiếm, hắn có thể dung hợp chọn bộ phi bộc kiếm pháp đến trong một kiếm, hóa phức tạp thành giản đơn. Hắn không thể liên tục được lâu, thanh âm huyên náo xung quanh rất nhanh làm hắn bừng tỉnh thảm. Chu Hằng nhìn thi thể Lưu Hoàng, không khỏi thở dài, bởi vì hắn đánh hứng khởi, đã quên sử dụng hắc kiếm để hoàn thành một kích tối hậu. Không biết đâm người chết có hữu hiệu hay không, hắn cuối cùng không làm như vậy, chết là hết tội, không đáng đi khinh nhờn thi thể. Cái gì, Chu Hằng đột phá đến tụ linh nhị trọng thiên? Lư Tố Nga biết được tin tức này, sắc mặt lập tức đen. Nàng biết Chu Hằng chiến thắng ở đấu thú trường, đối với chuyện hắn đánh giết Lưu Hoàng cũng không có rung động quá lớn, dù sao lúc trước Chu Hằng ngay cả kim đằng giật tụ linh tam trọng thiên đỉnh phong cũng làm thịt. Lưu Hoàng cố nhiên hóa huyết xiết thành cuồng, có được chiến lược viễn siêu tụ linh tam trọng thiên sơ kỳ bình thường, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể so sánh tụ linh tam trọng thiên đỉnh phong thôi. Nếu Chu Hằng đạt tới tụ linh nhị trọng thiên, có thể đánh giết Lưu Hoàng cũng không lạ, ly kỳ là, tiểu tử này vẹn vẹn chỉ hơn hai tháng liền từ tụ linh nhất trọng thiên tăng lên đến tụ linh nhị trọng thiên. Tốc độ này, cũng quá nhanh đi, thiên tư của nàng cũng không cao, thẳng đến 50 tuổi mới đột phá tụ linh cảnh, nhưng sau khi nàng ngoài ý muốn uống một thần quả, ngắn ngủi 6 năm liền đạt tới tụ linh tam trọng thiên, bởi vậy bị hắc thủy điện đặc biệt thu nhận sử dụng, nhưng vừa so sánh cùng Chu Hằng, tốc độ nàng coi là cái gì. Mặc kệ Chu Hằng có phải dùng gì quả gì hay không. Vẹn vẹn chỉ hai tháng có thể đột phá một cái tiểu cảnh giới, cái này đủ để cho tông môn thêm xem trọng đối với hắn, dốc lòng tài bồi. Cứ như vậy, cho dù nàng đột phá đến sơ phân cảnh cũng không có cơ hội đánh chết Chu Hằng trừ phi nàng nguyện ý gánh vác lửa giận vô tận của tông môn sau khi giết chết Chu Hằng tuy rằng nàng muốn báo thù nhưng còn không quả quyết đến mức vất cả tánh mạng của mình đương nhiên đây cũng chỉ là suy nghĩ của nàng nghĩ đến sơ phân cảnh có thể giết chết chu hằng không thể cho tiểu tử này thời gian trưởng thành nàng nắm tay trong ánh mắt toát ra sát khí hiện tại nàng muốn hóa giải ân oán cũng không có khả năng giữa hai người nhất định là không chết không ngừng tiểu tử này nếu còn tại đấu thú trường như vậy mời thập phương giai sát thượng quan kỳ ra chấn giết tiểu tử này mặc kệ tiêu phí bao nhiêu giá phải trả chu hằng ở đấu thú trường tuy rằng toàn thắng bốn chiến nhưng cũng chỉ có thể nói là có chút thanh danh thẳng đến lần này chiến thắng lưu hoàng đột nhiên thành đại danh nhân ở trong thiên hàng thành có thể nói là nổi tiếng kế tiếp chu hằng còn tiếp tục đi chiến chín người mạnh hơn của đấu thú trường hay không mọi người đều vô cùng mong đợi tốt nhất chu hằng đi trực tiếp va chạm thập phương giai sát thượng quan kỳ có được uy danh bất bại ở đấu thú trường đây tuyệt đối là một trận long tranh hổ đấu vô cùng đặc sắc chu hằng không đếm xỉa tới những thứ này sau khi thắng Lưu Hoàng, tài sản cá nhân của hắn lập tức đột phá vạn khối Linh Thạch, coi như là tiểu phú ông. Vì tích lũy tu vi, đương nhiên hắn sẽ còn tiếp tục đi đấu thú trường chiến đấu, tuy nhiên thực lực của hắn bây giờ quá mức cường đại, phương diện đấu thú trường cũng không phải người ngu, an bài cho hắn đối thủ nhỏ yếu đem những tử hình phạm tội lại đây, thiên bảo các cũng tìm giá phải trả tương đối. Mà Chu Hằng chống lại bọn họ lại không có chút chỉ hoãn nào, lấy cái này làm đánh cuộc, chỉ có mệt người phương diện đấu thú trường còn đang thương lượng kế tiếp nên xuất động cao thủ nào để đánh Chu Hằng, Chu Hằng cũng không cấp bách, ngày mai chính là hội đấu giá thiên bảo các, hắn đưa mắt đến trên phong linh quả có thể tăng lên một cái tiểu cảnh giới, hắn nhất định phải được. Trước kia đương nhiên hắn không dám nghĩ, nhưng bây giờ hắn đã có tài phú vạn khối linh thạch, cộng thêm còn có 5 viên Nguyệt Châu. Một viên thấp nhất 1.000 linh thạch mà tính, 5 viên kia cũng có 5.000 linh thạch. Đệ tử nội môn hắc Thủy Điện mỗi 3 tháng mới có thể có một khối linh thạch, 15.000 khối linh thạch nói ra đủ để cho đệ tử chín ngọn núi đều điên cuồng, cướp lấy một quả phong linh quả hẳn độ khó không lớn, thậm chí hai quả cũng có hy vọng, ba quả thì. Phòng trường nguy hiểm, hắn sợ đám người chư trí hòa sẽ tìm đến hắn cùng đi hội đấu giá nên đổi khách điếm, dù sao hiện tại hắn khá có danh tiếng, người hữu tâm muốn biết chỗ ở của hắn cũng không khó, chỉ là hắn còn không rời đi, trước tiên tiếp đãi một khách không mời, đó là một nam nhân tuổi còn trẻ, trường 25, 26, nhưng khí tức vô cùng đáng sợ, thậm chí so với Liễu Thánh Kiệt còn mạnh hơn một đoạn sơ phân nhị trọng thiên, ta tên là Nghiêm Ứng Long. Đối phương trực tiếp nói, tìm ngươi, chỉ vì một chuyện. Hắn ngồi xuống, bộ dáng thập phần tùy ý, sơ phân cảnh A, quả nhiên kiêu ngạo. Chu Hằng cực độ không vui trong lòng, sơ phân cảnh thì thế nào, lấn đến trên đầu của hắn chính là địch nhân của hắn. Chọc tới hắn, thả ra của tư liên thủ giết hỗn đàn này, chiến đấu đấu thú trường kế tiếp, ta muốn ngươi thua. Nghiêm ứng Long nói với giọng của mệnh lệnh, dường như đang nói một chuyện đương nhiên theo lý thường. Hắn đột nhiên nở nụ cười, lại nói không nên vọng động cái ý tưởng gì không thiết thực, người không có khả năng chống cự lại được ta, thứ nhất, người căn bản không phải đối thủ của ta, thứ hai, ta là thiếu tông chủ hải sơn tông, luận địa vị, ta là rồng trên bầu trời, người bất quá là con kiến mà thôi. Nguyên lai hắn muốn thao túng ván bài để phát tài lớn. Tuy nhiên hải sơn tông quả thật rất cường đại, đứng đầu chín ngọn núi thiên hàng thân là thiếu chủ hải sơn tông luận quyền thế thậm chí còn cao hơn liễu thánh kiện một đoạn trách không được hắn dám lớn lối như vậy chu hằng lạnh như băng nói nếu muốn ta bại đơn giản tìm cho ta đối thủ ngươi nghiêm ứng long giận dữ nói lá gan không nhỏ a à. ngươi cho là ngươi là đệ tử hắc thủy điện ta không dám thu thập ngươi sao ít nhất không phải nơi này chu hằng cũng cười trong thiên hàng thành cấm chiến đấu đây là quy tắc chín ngọn núi cộng đồng định ra tuy rằng trong thành vẫn sẽ có tư đấu nhưng bây giờ chúng nhân đang nhìn, lá gan nghiêm ứng long lớn hơn nữa cũng không dám sẵn bậy ở trong nhà trọ, tốt. Tốt, tốt, nghiêm ứng long phát ra cười lạnh liên tiếp, nếu ngươi muốn tìm cái chết, ta sẽ thanh toàn ngươi. Đối thủ kế tiếp của ngươi, chính là thập phương giai sát thượng quan kỳ, ta thật muốn nhìn ngươi sống thế nào. Hắn khoanh tay mà đi, dường như bị thiên đại ủy khuất, chu hằng nắm chặt tay, thực lực của hắn tăng lên rất nhanh, nhưng còn chưa đủ. Bằng không hắn căn bản không cần nhẫn, trực tiếp thu nghiêm ứng long vào cửu huyền thí luyện tháp chấn giết, ai cũng không thể biết là hắn hạ thủ. Phong linh quả, nhất định phải lấy. Chu Hằng thay đổi khách sạn, cải trang chính mình lại thành Lý Hoành, kiên nhẫn chờ đợi, buổi tối ngày hôm sau, hắn đi tới tiên bảo các, sau khi lấy ra tín vật, được đưa vào một gian phòng, xem như đái ngộ cấp bậc khách quý, giống như giạp hát, vách tường lầu dưới được đánh xuyên qua, thay vào đó là một khối vải mảnh màu đen. Xuyên thấu qua vải mảnh có thể thấy rõ phía dưới. Chu Hằng hướng xuống dưới, chỉ thấy dưới chân giống cùng sân khấu kịch, trước mặt là một bệ gỗ cao, quanh đó có từng dãy ghế dựa, đủ để chứa hơn một ngàn người, lúc này phía dưới ít nhất đã ngồi tám thành, ghế lô lầu hai thì phần lớn buông xuống vài mảnh đen, Chu Hằng chỉ dụng thần thức cảm ứng một chút liền lập tức lui trở về có cường giả sơ phân cảnh. Loại dụng thần thức này cảm ứng cường giả mà nói có thể coi là khiêu khích, bởi vậy hắn chỉ vừa chạm vào liền thu hồi lại, lại mười mấy phút sau, phía dưới đã không còn chỗ ngồi xem ra lực hấp dẫn phong linh quả cùng nguyệt châu tương đối cường đại cũng không biết cuối cùng có thể đánh ra giá, giá bao nhiêu thanh hà huynh như thế nào ngươi có hứng thú lại đây trường thiên huynh vì sao lão phu không thể tới cũng không phải chỉ có ngươi mới có hậu đại vì một quả phong linh quả cũng không cần tổn thương hòa khí ha ha lưu thanh hà trầm trường thiên các ngươi cũng chia quá nhanh đi hừ lão phu chỉ có hứng thú đối với nguyệt châu mọi người bán lão phu mặt mũi lão phu chỉ cần hai viên khẩu vị thật là lớn tổng cộng 5 viên Nguyệt Châu, một mình ngươi đã muốn lấy hai viên. Tuy rằng ghế lô trên lầu bố trí ngăn cách, nhưng cũng không ảnh hưởng những cao thủ sơ phân cảnh nhận ra khí tức, dù sao toàn bộ thiên hàng thành cũng chừng trăm cường giả sơ phân cảnh. Có thể nói đều hiểu rõ lẫn nhau, bán đấu giá còn chưa bắt đầu, những người này đã bắt đầu lén phân, chỉ là mất ít rồi nhiều, nhất định không có khả năng đạt thành hiệp nghị, cuối cùng vẫn phải xem túi tiền của người nào dày, Chu Hằng kiên nhẫn chờ đợi, lại vài phút sau, Rốt cục thiên bảo các có người đi lên đài, đúng là mã khoan quân, không ngờ xuất động một gã cao thủ sơ phân cảnh đến chủ trì bán đấu giá. Ngẫm lại cũng đúng, đồ vật hôm nay phải bán đấu giá phi thường quý báu, không ít cao thủ sơ phân cảnh trình diện. Nếu thiên bảo các chỉ động võ giả tụ linh cảnh thì sao có thể chấn được chàng, các vị, hoan nghênh đi tới phòng đấu giá bản các tổ chức. Lão Phu biết, có mấy vị lão hữu hướng về phía phong linh quả, còn có mấy vị lão hữu liếc xem Nguyệt Châu. Tuy nhiên, giao tình thì giao tình làm ăn là làm ăn lão phu cũng phải làm theo quy củ các ngươi cũng đừng nghĩ lão phu cho các ngươi thương lượng cửa sau các ngươi chết tâm đi lời nói mã khoan quân lập tức dẫn tới mọi người cười to không thể không nói người làm ăn chính là người làm ăn lời nói này nói ra ai cũng không tiện ỉ vào thân phận cùng giao tình khiến mã khoan quân lấy ra nguyệt châu và phong linh quả đấu giá trước thời hạn như vậy không cần nói nhiều hiện tại bắt đầu bán đấu giá hôm nay mã khoan quân chuyện trò vui vẻ cùng trên lầu mọi người tầng dưới tự nhiên nửa câu oán giận cũng không dám có bởi vì tu vi bọn họ cao nhất cũng chỉ là tụ linh cảnh ở trước mặt cường giả sơ phân cảnh căn bản không có tư cách sen mồm hôm nay kiện vật phẩm thứ nhất là một quả đan dược tên là một thị nữ đưa ra một cái khay mã khoan quân lấy ra một cái bình thuốc bên trong bắt đầu giới thiệu ngay từ đầu mấy thứ này không ngoài là các loại đan dược tiện nghi tụ nguyên đan tiểu hồi linh tán còn có cái gọi là thần binh lợi khí, cũng chỉ là cấp bậc luyện thể cảnh. Đừng nói những đại lão lầu hai căn bản không chú ý, dù đại đa số người ở lầu dưới cũng không quan tâm, kế tiếp là một kiện pháp khí. Bởi vì vật đấu giá cấp bậc không cao, Mã Khoan Quân cũng đồng dạng không hăng hái lắm, nhưng thời điểm nói đến pháp khí, hắn đột nhiên đề cao vài phần thanh âm, có vẻ có chút phấn chấn, võ đạo chính cảnh, pháp khí cũng chia làm bậc chín, võ giả cao cấp sử dụng pháp khí bậc thấp sẽ làm pháp khí bậc thấp trực tiếp tan vỡ. Bởi vậy, một kiện pháp bảo cao giai dĩ nhiên cực kỳ quý báu, mà cái chuôi trong tay lão phu là Ly Hỏa đao, chính là cấp bậc Sơ Phân cảnh, với linh lực kích phát có thể phóng xuất ra ngọn lửa, uy lực không tầm thường. Trong khoảng thời gian ngắn vắng lặng, trên lầu các lập tức vang lên các loại thanh âm, đúng là pháp khí của Sơ Phân cảnh, toàn bộ thiên hàng thành chỉ có hơn 50 món pháp khí của Sơ Phân cảnh đi, Lưu huynh, cái chui Ly Hỏa đao này có phẩm chất gì? Mã khoan quân phất tay áo, ý bảo mọi người yên tĩnh lại, nói cái chui ly hỏa đao này là pháp khí bát phẩm, bát phẩm, có thể tăng lên ba thành chiến lực, ở trong pháp khí sơ phân cảnh thiên hàng thành, có thể xếp trước 20, ha ha, lưu huynh. Nhanh bắt đầu đi, được. Mã khoan quân cũng không để mọi người chờ lâu, nói, giá quy định 500 linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 linh thạch, bổn tỏa dẫn đầu đi, 600. Trên lầu lập tức có người ra giá, 700, 800, 900 mọi người nhao nhao tăng giá rất nhanh vượt qua một nghìn lần này mọi người vì nguyệt châu và phong linh quả nên đã chuẩn bị rất nhiều linh thạch bởi vậy đấu giá tương đối nóng đối với tiên bảo các mà nói lợi dụng nguyệt châu và phong linh quả kéo giá tiền của các vật phẩm khác mới là mục đích của bọn họ quả nhiên bữa chính còn chưa lên bữa phụ cũng đã dẫn tới mọi người máu lửa chu hằng cũng tương đối thèm tuy rằng hắc kiếm vô cùng sắc bén nhưng cũng không có tác dụng tăng lên lực lượng mà tuy rằng võ giả bậc cao không thể sử dụng pháp khí bậc thấp nhưng trái lại vẫn có thể. Tuy rằng trong tay hắn có hơn một vạn linh thạch, nhưng mục tiêu của hắn vẫn tương đối xác minh, là hướng về phía ba phong linh quả. Lại nói, ly hỏa đao không phải kiếm, hắn cũng dùng không quen, ba nghìn. Một phen đấu giá, giá cả ly hỏa đao rốt cục đột phá ba nghìn, người ra giá đã mang theo hỏa khí tương đối thăng hạ, người cũng không phải sự đao, vì sao tranh chấp đau khổ cùng ta, lão tử cao hứng. Một thanh âm thô to vang lên, dù thế nào, lão tử nhiều linh thạch, ném xuống nước thì thế nào? Tuy nhiên xem tiểu tử ngươi thích thanh phá đao này, vậy tặng cho ngươi cho khỏe, có cái gì ly kỳ? Không có gì ly kỳ ngươi tranh làm gì a à? Ban đầu người nọ tức giận đến phát run, thằng hạ là một quái nhân, luôn thích tranh cái cùng người khác, thiên hàng thành không một ai không ghét hắn, chỉ là thân phận người này cũng không đơn giản, chính là tiểu sư đệ tông chủ Hải Sơn Tông, người khác nếu không thích cũng chỉ có thể cãi nhau cùng hắn, cũng không dám động thủ, chỉ là người này vô cùng thô bỉ cãi nhau có thắng không bại. Càng làm cho người ta chán ghét, Chu Hằng lưu tâm, quả nhiên, chỉ một lúc sau, lại có vài món vật phẩm tương đối chân quý bán đấu giá, thang hạ vẫn luôn đá trước một cước, dường như không đắc tội người ta thì không thoải mái, các vị. Kế tiếp chính là mục đích hàng đầu hôm nay, đầu tiên đăng tràng, là một quả Nguyệt Châu. Một giờ sau, cuối cùng phòng đấu giá đã tới cao trào, mã khoan quân dơ lên cao một cái bình thuốc trong tay, nói, mai Nguyệt Châu này, phẩm chất thượng đẳng, lớn bằng cỡ mắt rồng mọi người có thể nhìn một chút, hắn đổ ra Nguyệt Châu, sau khi triển lãm cho mọi người một vòng, nói, giá quy định 2.000 linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100. Thật đen tối, mọi người đều mắng ở trong lòng, năm viên Nguyệt Châu nếu cùng nhau bán đấu giá, mấy người có thể hợp lực tranh mua, sau khi tới tay lại chia theo lợi tức phân phối, có thể tiết kiệm tiêu hao rất lớn, nhưng từng viên từng viên phân tán bán đấu giá, ai cũng không biết viên tiếp theo sẽ có giá bao nhiêu, có thể đột nhiên tăng ảo ảo lên không như vậy chỉ có thể liều mạng ra tay, Chu Hằng làm chủ nhân vật đấu giá, đối với chuyện này tự nhiên không dị nghị chút nào, mà thiên bảo các cũng có thể rút ra nửa thành chỗ tốt, tự nhiên vô cùng để ý, 3.000, 5.000. Ngay từ đầu chính là cao trào, không bao lâu đã đẩy giá Nguyệt Châu lên cực cao, dễ dàng vượt qua ly hỏa đao, khiến Chu Hằng không khỏi kinh ngạc Nguyệt Châu nho nhỏ này lại đáng tiền như vậy. Nên biết rằng mỗi ngày hắn đều có thể có một viên, chẳng phải mỗi ngày đều có thể có ít nhất 5.000 linh thạch thực chất Nguyệt Châu đặt ở địa phương khác cũng không đáng giá như này. Chỉ là thiên hàng thành quá nhỏ, cũng không có cường giả linh hải cảnh tọa chấn, mọi người dù có nhiều linh thạch hơn nữa cũng không có khả năng mua được Nguyệt Châu, dường như một đám đói bụng chừng mấy ngày đột nhiên nhìn thấy một cái bánh bao, tự nhiên không tiếc lấy một thỏi hoàng kim đập tới đoạt. Số lượng nhiều, vậy cũng không hiếm lạ. Cuối cùng, viên Nguyệt Châu thứ nhất bị người với 7.200 khối linh thạch đánh hạ, khiến Chu Hằng âm thầm liếu lưỡi, linh thạch này cũng quá dễ kiếm kế tiếp, vẫn là mục đích hàng đầu. Phong linh quả, mã khoan quân chỉ chỉ một quả trước mặt khay, so với quả đấm của đứa nhỏ còn nhỏ hơn, toàn thân màu xanh đậm, không nói nhiều nói, đồng dạng bắt đầu giá 2.000 linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 200, 2.500, 3.000. Mọi người đều bị viên nguyệt châu thứ nhất đấu ra hỏa khí, trực tiếp tăng giá 500-1000, khiến mã khoan quân vui vẻ không thôi, tuy rằng hắn đến tuổi này, tu vi này, kỳ thật đối tài phú đã không có theo đuổi quá lớn, nhưng tận mắt thấy đồ vật chính mình bán đấu giá từng bước đi cao. Vẫn khiến cho hắn thập phần hưng phấn, bảy nghìn. Một gian bao xương, truyền ra một đạo thanh âm vô cùng quyến rũ, khiến người ta ngứa cả người, không nói được thoải mái, nguyên bản phong linh quả mới thét lên giá năm nghìn, lần này đột nhiên tăng giá hai nghìn, lập tức khiến một đám đại lão tranh đoạt lâm vào lưỡng lự ngắn ngủi. Chu Hằng nhận được thanh âm của cô gái này, đúng là diệu hương lâu chủ nhân An Ngọc Mỹ. Nữ nhân này là tu vi tụ linh tam trọng thiên, chắc là muốn dùng phong linh quả tấn công sơ phân cảnh, 7.000 linh thạch A. Muốn tranh hay không, Chu Hằng nghĩ nghĩ, nếu là năm viên Nguyệt Châu có thể vỗ tới 7.000 linh thạch, như vậy tổng tư sản hắn có thể đạt tới gần 5 vạn linh thạch, chỉ cần giá cả một quả phong linh quả không vượt qua một vạn năm, hắn có thể cạnh tranh một chút. Chủ tính Nguyệt Châu còn dư lại không đến 7.000 cũng không có việc gì, dù sao hắn còn nhiều Nguyệt Châu mà, có thể trực tiếp bán cho thiên bảo các, cùng lắm thì một ngàn mốt viên thôi, đủ để bù đắp lỗ thủng, vậy tranh một chút, tám nghìn. Chỉ là Chu Hằng còn không mở mồm. Lại một gã nam tử trong gian bao xương truyền đến tiếng kêu, từ thanh âm để phán đoán, hẳn rất trẻ tuổi. Chu Hằng từ trong mảnh kẽ hở hướng ra phía ngoài vừa thấy, chỉ thấy gian bao xương kia cũng không dùng mảnh chặn, một gã nam nhân cẩm y đang ngồi, dáng người tương đối thon dài, diện mạo thập phần anh Tuấn, trong tay chập trần một cái quạt, như công tử ca nhẹ nhàng phong lưu, nghiêm ứng long, thật sự là oan gia ngõ hẹp, chỉ là đối phương rõ ràng đã là sơ phân nhị trọng thiên tu vi, vì sao còn muốn thò một cước vào 9.000. Ăn ngọc mị không để ý chút nào tăng giá. Mảnh đen của bao xương cũng không thu hồi, cũng không nhìn ra nữ nhân quyến rũ như hồ ly đến tột cùng có biểu tình như thế nào, một vạn. Nghiêm ứng long quạt quạt chiết phiến, một bộ dáng bình tĩnh, thì ra là hải sơn tông nghiêm ứng long, đứng đầu thiên hàng thành thập đại thiên tài, năm trước đã đột phá sơ phân nhị trọng thiên, bây giờ là nhất chi độc tú trong các bao xương truyền đến từng lời nói nhỏ tuy rằng nghiêm ứng long rất trẻ tuổi nhưng võ đạo chỉ nhìn thực lực không nói tuổi tu vi sơ phân nhị trọng thiên đủ để ngồi cùng những lão gia hòa đó hơn nữa hải sơn tông chính là đứng đầu chín ngọn núi thiên hàng thực lực mạnh nhất nghiêm ứng long lại là con đại tông chủ thứ năm địa vị cũng không phải cao thủ sơ phân cảnh bình thường có thể so sánh được thiên tài như vậy ngày sau có hy vọng đột phá ít địa cảnh trở thành một trong người mạnh nhất thiên hàng thành hai người này một cái sau lưng có ích địa tam trọng thiên, thậm chí nghe đồn đã đạt tới lão tử khai thiên cảnh, một. Cái khác sau lưng thì là thiên hàng thành đệ nhất đại tông, đều là tổ tông không chọc nổi. Bởi vậy, mọi người đều không gia nhập hai người tranh đoạt. Hơn nữa, tăng lên một cái tiểu cảnh giới như thế nào cũng không giá trị bằng một vạn linh thạch A. Nên biết rằng một vạn linh thạch có bao nhiêu quý báu, có thể làm cho bao nhiêu hậu bối tăng lên tu vi rất nhanh sao, 12.000. An Ngọc Mị vẫn như cũ không để ý tăng giá chút nào, thanh âm vẫn mềm mại quyến rũ như vậy, 15.000. Nghiêm ứng long phe phẩy chiết phiến, dường như cũng không để vào mắt số lượng linh thạch khổng lồ như vậy, Chu Hằng không khỏi thầm mắng trong lòng, lần này còn chơi cái giám ha, một vạn bảy nghìn, hai vạn. An Ngọc Mị không tăng giá nữa, trầm mặc xuống, hiển nhiên cũng sẽ không tăng giá, đồng ý giao dịch. Mã khoan quân hưng phấn mà giải quyết dứt khoát, điên rồi. Phong linh quả quả thật quý báu, nhưng làm sao có thể giá trị hai vạn linh thạch mặc dù nói cảnh giới đột phá cần dựa vào tự thân ngộ tính nhưng tiểu cảnh giới dù sao cũng là tiểu cảnh giới không có khó khăn đột phá như đại cảnh giới hai vạn linh thạch đủ để cho một trăm người hoàn thành tích lũy từ tụ linh nhất trọng thiên đến tụ linh tam trọng thiên tu vi rất nhanh cộng hết lại thời gian có bao nhiêu đủ để so với một trăm phong linh quả vì một người mà tốn nhiều tài nguyên như vậy thật không chịu nổi cũng chỉ có tiểu thư công tử như an ngọc nghị nghiêm ứng long mới có khuyến khích như vậy, những người khác chỉ có thể xem là đủ rồi. Ba mai phong linh quả, An Ngọc Mị khẳng định sẽ đánh một quả, cái này không ai tranh được, cũng không ai dám tranh cùng nàng, như vậy, mọi người đều đành phải đưa mắt đặt ở một quả phong linh quả cuối cùng, An Tiểu Thư, công tử nhà ta đưa lên một quả phong linh quả, chúc An Tiểu Thư thanh xuân vĩnh trú. Lúc này, một cái thanh âm mang chút khàn khàn vang lên, truyền khắp toàn bộ phòng đấu giá, gì? nghiêm ứng long chụp được phong linh quả chính là vì đưa cho an ngọc nghị thật phí phạm a à, nhưng ngẫm lại mọi người không thể không cảm thán chiêu thức ấy cao minh phía trước một bước cũng không nhường cạnh tranh hiện tại lại đột nhiên cúi người lấy lòng tuyệt đối có thể làm cho an ngọc nghị đổi giận thành vui ngược lại ngọt ngào trực tiếp tiến hai vạn linh thạch bút này tuy lớn lại không khỏi tục khí hơn nữa nếu an ngọc nghị bởi vậy mà bị nghiêm ứng long khuynh đảo đối với nghiêm ứng long mà nói hai vạn linh thạch tốn tuyệt đối không oan bởi vì sau lưng an ngọc mỹ có ít nhất một đại nhân vật ích địa tam trọng thiên cưới được an ngọc mỹ chẳng khác nào có thêm vị đại cao thủ này giúp đỡ một gã cường giả ích địa tam trọng thiên có hay không hai vạn linh thạch đáng giá chẳng những giá trị còn có lợi nhuận rất lớn giá trị này căn bản không thể dùng linh thạch để cân nhắc ích địa tam trọng thiên đủ để xưng là đệ nhất cao thủ thiên hàng thành dù là Hải Sơn Tông Tông chủ nghe đồn cũng chỉ là tu vĩ địa nhị trọng thiên thôi. Không cần, mọi người ở đây cho là có thể làm chứng một đoạn lương duyên, trong dạp lại truyền tới thanh âm lạnh lùng của An Ngọc Mỹ, tuy lạnh lùng nhưng vẫn quyến rũ như cũ, vẻ mặt vốn là mỉm cười của nghiêm ứng long lập tức ngưng trọng, chiếc phiến lay động trong tay cũng ngừng lại, tựa hồ bị đả kích thật sâu. Hắn miến cưỡng giật giật miệng lưỡi, lộ ra nụ cười, nói An Tiểu Thư, tại hạ. Thứ mà An Ngọc Mỹ ta cần, ta sẽ tự mua. Phốc, phía dưới nhất thời truyền đến một mảnh thanh âm chê cười, những võ giả tụ linh cảnh kia không dám, cũng không có nhiều người tham dự cạnh tranh phong linh quả, lúc trước chỉ có thể nhìn mà chảy nước miếng, trong lòng âm thầm hâm mộ, bây giờ thấy nghiêm ứng long đụng nhằm cây đinh tự nhiên nhìn có chút hả hê, sắc mặt của nghiêm ứng long trở nên âm trầm, vung tay lên, hắc liêm trước mặt rũ xuống, hắn gõ gõ tay vịn của cái ghế, lầm bẩm nói an ngọc mị, người đã cô phụ một phen tâm ý của ta cũng đừng trách ta không thương hương tiếc ngọc ta không có nhiều thời giờ từ từ chơi cùng ngươi như vậy. Đi, thi hành kế hoạch thứ hai, gió. Thanh âm lúc trước mang chút khàn khàn nói, Mã Khoan Quân lại bắt đầu đấu giá Nguyệt Châu, lần này liên tục lấy được hai quả, chia ra lấy giá tiền 8.000 cùng 6.000 để thành giao, làm cho người phía trước giận đến lỗ mũi cũng lệch, một trước một sau bất quá 5 phút đồng hồ, hắn đã xài hơn 2.000 đồng linh thạch. 2.000 đồng A, sau đó, là miếng phong linh quả thứ hai, một vạn ăn ngọc Nghị trực tiếp hô lên giá cao có thể làm cho đại bộ phận người tuyệt vọng, một vạn hai. Chu Hằng rốt cục gia nhập chiến đoàn. Hiện tại chỉ có hai quả phong linh quả, mà của hắn còn đang tăng cao, vì vậy giới hạn thấp nhất của mỗi miếng phong linh quả trong lòng đã tăng lên tới 25.000 đồng linh thạch. Mặc dù một người chỉ có thể ăn một quả phong linh quả, nhưng hắn cũng không ngại thu về hai của, một quả cho chính mình, một quả cho Chu Định Hải, hắn tin tưởng cha của mình khẳng định có thể đột phá tụ linh cảnh, một vạn năm. An Ngọc Mị lạnh lùng nói: Tất cả mọi người rất có hăng hái thưởng thức cuộc chiến giá tiền mới. Không ít người thậm chí cho là Chu Hằng cũng giống nghiêm ứng Long, là muốn chính mình giành được phong linh quả sau đó đưa cho An Ngọc Mị để làm cho đối phương vui lòng tặng người ta. Thiên tài ngại linh thạch nhiều mà phòng tay sao? Một vạn tám. Chu Hằng tài đại khí thô nói: Quả thật, sau khi có bảo nguyệt kính, hắn tương đương với có một chỗ châu báu, mỗi ngày ít nhất là có một nghìn linh thạch vào tay có thể so với có một tòa mỏ linh thạch một vạn chín. Trong thanh âm của An Ngọc Nghị có nhiều vẻ tức giận, hiển nhiên, linh thạch trên người nàng khẳng định chưa đầy hai vạn, cho nên biên độ tăng giá mới có thể nhỏ xuống, cho nên mới không hề ra giá nữa sau khi nghiêm ứng long hô lên giá hai vạn, hai vạn. Một mảnh yên lặng như tờ. Ai cũng không nghĩ tới quả phong linh quả thứ hai không ngờ cũng có thể được mua với giá cao hai vạn linh thạch, cái này xong, một viên phong linh quả cuối cùng ai có thể tranh được An Ngọc Nghị các cường giả sơ phân cảnh trong dạp cũng là sầu mi khổ kiểm, trước đó ai có thể nghĩ tới, những đại lão bọn họ không ngờ chẳng qua là tới để làm người xem, tiếp theo là đấu giá viên Nguyệt Châu thứ tư. Viên Nguyệt Châu thứ tư được mua với giá 9.000 linh thạch. Nguyên nhân rất đơn giản, các đại lão sơ phân cảnh cảm thấy một quả phong linh quả cuối cùng hợp lại không hơn được An Ngọc Nghị, như vậy không thể làm gì khác hơn là nhắm mục tiêu ngay ở hai quả Nguyệt Châu còn sót lại, vậy nên thuận thế tăng giá của Nguyệt Châu tới như thế. Các vị, các vị, bây giờ là một quả phong linh quả cuối cùng. Mã khoan quân thập phần hưng phấn, hôm nay tổng giá trị của vật phẩm trong tay hắn đưa ra không sai biệt lắm có thể đột phá 10 vạn linh thạch, một vạn. Thanh âm quyến rũ của An Ngọc Nghị lập tức vang lên, ngọt ngào, trêu chọc lòng người, hai vạn. Chu Hằng trực tiếp hô lên giá tiền để cho An Ngọc Nghị tuyệt vọng, toàn trường yên lặng như tờ lần nữa. Bọn họ cho dù không có nhớ ký thanh âm Chu Hằng, cũng có thể phân biệt ra thanh âm của hắn truyền tới từ đâu không phải là người mua quả phong linh quả thứ hai sao. Tiểu tử này thật là độc ác, đã có một phong linh quả, còn muốn cạnh tranh, chẳng lẽ không biết phong linh quả ăn nhiều vô ích sao. Trong dạp, An Ngọc Mỹ cũng là giận dữ, nàng trăm triệu lần không nghĩ tới, Chu Hằng còn có thể giết tới dọa chính mình một hồi. Làm sao bây giờ, phòng đấu giá cũng không có quy củ ghi nợ, nếu là người người cũng như thế, vậy còn đấu giá cái giám ha. Nàng tổng cộng mang theo 19.000 linh phiếu, trừ một bộ phận nhỏ là nàng kiếm được thông qua diệu hương lâu, những phần khác đều gia sản của An Nhược Trần. Lão tử hắn lại nói giỡn với nàng, đây nhưng đều là đồ cưới của nàng, xài thì sẽ không có. Lại không nghĩ rằng không ngờ không thể bỏ ra, đây là ông trời già muốn cho nàng cả đời không ai thèm lấy sao. Không phục thì thế nào? Phòng đấu giá chỉ nhận tiền không nhận người, chẳng lẽ nàng phải mang An Nhược Trần ra để dọa người? Đừng nói đây căn bản là vô dụng, thiên bảo các bối cảnh cường đại đáng sợ, bản thân nàng cũng không phải là người có loại tính cách này. Nhẫn, ăn ngọc mị giận đến hô hấp dồn dập nàng tự nhiên cho là Chu Hằng đang cố ý chọc giận mình, nếu không nào có người ra giá cao như vậy để mua hai quả phong linh quả, một là không đáng giá, hai là một người ăn không hết hai quả phong linh quả, chúng ta đi. Nàng đứng lên đi ra ngoài. Gió, tiểu thư, tỷ nữ vốn là đứng hầu ở sau ghế dựa của nàng lập tức đáp lời, chẳng qua là trong ánh mắt của tỷ nữ nhìn về phía bóng lưng nàng mang theo một chút do dự, An Ngọc Mị rời đi tự nhiên không thể nào ảnh hưởng buổi đấu giá tiếp tục tiến hành. Viên Nguyệt Châu thứ năm cũng phá vỡ kỷ lục, bán ra với giá một vạn một. Nếu như tính toán, Chu Hằng mặc dù tốn hết 4 vạn linh thạch, nhưng hắn cũng không phải móc ra một khối nào, ngược lại còn có thể có chút thu nhập. Sau khi thanh toán, hắn thu hồi hai quả phong linh quả chứa ở trong hộp ngọc, triển khai tấn vân lưu quang bộ, trong nháy mắt viễn độn ra mấy dặm, để cho người có chút không cam lòng muốn đánh cướp chỉ có thể lực bất tòng tâm. Chấm trong một chiếc xe ngựa tinh xảo an ngọc mị một tay cầm chén rượu một bên hận hận nghĩ chu hằng vô cùng quyến rũ đột nhiên nàng đầu nàng cảm thấy tráng váng đang muốn để chén rượu xuống một tia khí lực trong tay cũng không dùng được cái chén rớt xuống trên bàn lăn xuống dưới may là bên trong buồng xe trải thảm thật dày cũng không có bị vỡ bành nàng cũng không có sức ngồi nữa thoáng cái đã úp sấp trên bàn tiểu thư ngươi làm sao vậy nàng tì nữ lập tức hô gấp đúng lúc này phía ngoài vang lên tiếng kêu sợ hãi của Tuấn Mã. Xe ngựa lập tức ngừng lại, nhưng ngay sau đó vang lên thanh âm giao thủ ngắn ngủi, tiếp theo cửa buồng xe mở ra, một người nam tử mặc cẩm y đi tới, chính là Nghiêm Ứng Long, An Tiểu Thư, tại hạ ngưỡng mộ ngươi đã lâu, đặc biệt tới mời ngươi đi một chuyến. Hắn mở chiếc phiến ra, bộ dáng rất là tiêu sái, An Ngọc Nghị ngay cả khí lực búng ngón tay cũng không có, chẳng qua là dùng ánh mắt tuyệt vọng mà tức giận nhìn chằm chằm nữ của nàng. Trên người nàng có khối ngọc bài, chính là An Nhược Trần đích thân chế ra, chỉ cần bóp vỡ, An Nhược Trần sẽ lập tức chạy tới. Nhưng nàng bây giờ căn bản không có khí lực này, hiển nhiên, nghiêm ứng Long chuẩn bị rất đầy đủ, thậm chí biết nàng có vũ khí bí mật này, nên thuốc ngã nàng. Mà có thể biết những thứ này, lại có thể làm được điều này, chỉ có thị nữ thiếp thân nhất của nàng, tại sao? Tại sao lại phản bội chính mình? Nàng khe khẽ nhu động khiêu gợi môi đỏ mọng, nhìn chăm chăm tỷ nữ kia, An tiểu thư, người thì sẽ có nhược điểm. Nghiêm ứng long khẽ mỉm cười, vùng chiếc phiến lên, phốc một cái, mặt quạt xẹt qua cổ thị nữ kia, một cái đầu người xinh đẹp lập tức bay vút lên, máu tươi tuôn ra, hai chồng mắt động nhân của An Ngọc Mị không khỏi co rút lại. Dù nói thế nào, nàng và thị nữ kia cũng sớm chiều chung sống hơn ba năm, cho dù bị đối phương phản bội vẫn là có cảm tình tồn tại, nàng có một đệ đệ. Bất quá bị ta bắt, cho nên mới phải len lén bỏ thuốc ngươi. Bất quá mặc dù là bị ép buộc nhưng phản bội chính là phản bội liền để nàng đi địa phủ gặp mặt đệ đệ của nàng nghiêm ứng long nhàn nhạt, nhạt nói nam nhân này thật ác độc trong lòng an ngọc nghị lạnh như băng đối phương trăm phương ngàn kế làm ra hiển nhiên là đánh chủ ý tới nàng đánh chủ ý cũng không khó tưởng tượng khống chế nàng để đạt tới mục đích khống chế an nhược trần mà khống chế nàng như thế nào an ngọc nghị tuyệt vọng nhắm hai mắt lại nàng là nữ nhân một nữ nhân xinh đẹp quyến rút tuyệt đỉnh, rơi vào tay của đàn ông sẽ có kết quả gì tốt. An tiểu thư, nơi này thật không có tình cảm, ta dẫn ngươi đi khách sạn nghỉ ngơi một chút đi. Nghiêm ứng long sách cổ áo an ngọc mị, siêu siêu siêu, thân hình hắn nhảy gấp, rất nhanh liền đi tới một cái khách sạn, tiến vào căn phòng tốt mà người hầu đã sớm thuê. An nhược trần đối với bảo bối độc nữ này vô cùng yêu thương, không bao lâu nữa sẽ phát hiện an ngọc mị mất tích. Chắc chắn sẽ dẫn động vì cường giả ích địa tam trọng thiên cam giận ngút trời đến lúc đó tất cả mọi người bao gồm cả cửu đại phong ở bên trong đúng là đối tượng hoài nghi. Hải Sơn Tông mặc dù cường đại, nhưng sẽ không chọi cứng cùng một vị cường giả ích địa tam trọng thiên, nếu như hắn mang theo An Ngọc Mị trở về, không bao lâu nữa cũng sẽ bị điều tra ra. Mà khách sạn thiên hàng thành nhìn như nguy hiểm, nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngược lại sẽ không có người nghĩ đến. Dĩ nhiên, đây nhất định cũng giấu giếm không được bao lâu, nhưng đến lúc đó, An Ngọc Mị khẳng định đã bị hắn dạy dỗ tới phục phục thiếp thiếp tất cả người tham dự chuyện này cũng đã bị hắn diệt khẩu mà hắn muốn làm chính là chinh phục an ngọc nghị bắt đầu từ thân thể rồi đến tâm không có biện pháp a lão đại lão nhị bọn họ đã liên thủ đối phó hắn phụ thân lại để mặc cho vinh đệ bọn họ nội đấu tin chắc chỉ có nhân tài mạnh nhất vô cùng tàn nhẫn mới xứng để thừa kế vị trí tông chủ hải sơn tông nếu như không thể tìm được một cường lực trợ giúp hắn nhất định phải chết thời gian có hạn đợi không được a hắn âm thầm thở dài Bí nữ giống như an ngọc mị hắn cũng muốn chinh phục tâm đối phương trước sau đó hưởng thụ thân thể yêu mị động nhân của đối phương nhưng ai bảo an ngọc mị không chút do dự cực tuyệt ý tốt của hắn an tiểu thư đây là giải dược rất nhanh thì có thể sự khôi phục khí lực bất quá bên trong ta còn tăng thêm một chút vật khác ừm sẽ không có hại đối với thân thể của ngươi chẳng qua là cho ngươi đặc biệt muốn lên giường cùng nam nhân mà thôi nghiêm ứng long khẽ mỉm cười nhét một quả đan dược màu đỏ sậm vào cái miệng anh đào nhỏ nhắn của An Ngọc Mị. Thuốc này vừa tiếp xúc, An Ngọc Mị cả người vô lực căn bản không thể phun ra, lập tức chảy xuống theo thực quản của nàng. Dược tính rất nhanh đã phát tác, hai mắt An Ngọc Mị trở nên mê ly, giống như bao phủ một tầng hơi nước. Càng phát ra vẻ đẹp mê người, ha ha ha. Để cho ta hào hào thưởng thức An Ngọc Mị lãnh diễm cao ngạo biến thành dâm phụ là thế nào? ăn Xuân Mị Đan, mặc ngươi là nữ nhân lạnh như băng đi nữa, thấy nam nhân cũng sẽ phóng túng. Mỗi ngày một viên, ta không tin sẽ không phá hủy được sự chống cự của ngươi. Lúc này, vừa lúc Chu Hằng trở lại. Mặc dù triển khai tấn vân lưu quang bộ bỏ rơi mọi người, nhưng Chu Hằng vẫn là không yên lòng, đi xung quanh một vòng thật to, lúc này mới loại bỏ ngụy trang trên người, trở về đến khách sạn. Ăn ngọc mị biến thành dâm phụ là thế nào? Lúc hắn đi qua một cánh cửa, bỗng nhiên nghe được bên trong truyền tới tiếng nói trừ phi hắn là tu vi tụ linh cảnh căn bản không có thể nghe được an ngọc nghị nghiêm ứng long hắn nhận được thanh âm này là nghiêm ứng long nhưng an ngọc nghị có chuyện gì nhưng hai câu nói kế tiếp lại làm cho hắn hiểu rõ ra nghiêm ứng long này thật đúng là âm độc a trong nháy mắt hắn đã hiểu mục tiêu của nghiêm ứng long thật ra là an nhược trần nếu để cho tiểu nhân âm hiểm này nhận được sự giúp đỡ của an nhược trần hắn chẳng phải là càng lớn lối không ai bì nổi sao bành không chút do dự chu hằng một cước đá văng cửa phòng triển khai tấn vân lưu quang bộ hắn nhanh như điện quang thạch hỏa người nào chấm nghiêm ứng long lập tức vung lên một quyền nhưng chỉ là đánh tới một đoàn không khí hắn nôn nóng xoay thân cũng là lộ ra vẻ khó tin an ngọc mị trên giường không thấy làm sao có thể rõ ràng chỉ thấy có người xông tới nhưng hiện tại cửa sổ đóng chặt căn bản không có dấu hiệu chạy đi mà thần thức của hắn mở ra có thể khẳng định trong phòng trừ hắn ra căn bản không có vật còn sống tồn tại. Hai người sống bỗng nhiên biến mất, cho dù nghiêm ứng long là tu vi sơ phân nhị trọng thiên, cả người vẫn nổi lên một tầng mồ hôi lạnh. Chẳng lẽ là tuyệt thế cao nhân ra tay, nhưng vì cái gì không tiện tay diệt chính mình. Sau đó, hắn mới nghĩ đến nên giải quyết tốt hậu quả chuyện này như thế nào. Nếu để cho An Nhược Trần biết chuyện của mình làm, hắn chết là chắc, trốn, lập tức chạy trốn, chỉ cần giữ được tánh mạng, một ít thất bại cũng có thể làm lại. Khoan đã, mới vừa rồi người nọ thật giống như có chút nhìn quen mắt. Chu Hằng, là Chu Hằng, hắn chợt hồi tưởng lại, dù sao lúc trước hắn gặp qua Chu Hằng một lần, mặc dù tốc độ của Tấn Vân Lưu Quang Bộ rất nhanh, nhưng hai người vẫn là lướt qua nhau. Tại sao lại là tiểu tử này? Nghiêm Ứng Long thu thập một chút đồ vật này nọ, chuẩn bị rời đi, cũng là để cho hắn thiếu chút nữa giận ngất đi, phong linh quả hắn mới vừa đấu giá được, để ở trên bàn không có không cần phải nói, khẳng định bị Chu Hằng mượn gió bẻ măng. Tốt tốt tốt, ngày sau bản thiếu gia trở về, nhất định phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Nghiêm ứng long không do dự nữa, lập tức bắn người dựng lên, bay đi ra ngoài thành. Hắn tuyệt sẽ không xem thường năng lực của một vị ích địa tam trọng thiên, không bao lâu nữa sẽ tra ra hai người trong xe ngựa là hắn giết chết, nếu không đi, khó giữ được cái mạng nhỏ này. Chấm, Chu Hằng cùng An Ngọc Mỹ đi đâu? Tự nhiên là trong cửu huyền thí luyện tháp, sau khi hắn phá cửa tiến vào phòng, lấy tấn vân lưu quang bộ loán một cái cách nghiêm ứng long ra, ôm lấy an ngọc mị nằm ở trên giường, sau khi tâm niệm câu thông cửu huyền thí luyện, trực tiếp tiến vào trong đó. Cái này nghiêm ứng long cho rằng, hai người đương nhiên là đột ngột hư không tiêu thất, cũng may an ngọc mị bị vây ở trạng thái mê loạn, không có sức phản kháng, nếu không chu hằng liền không cách nào nhẹ nhàng đưa nàng thu vào bên trong cửu huyền thí luyện tháp như vậy, hiện tại hắn có chút phiền vái dược vật an ngọc mì ăn đã hoàn toàn phát huy tác dụng, nàng khôi phục lực lượng vốn có, nhưng tình huống cũng chỉ có càng hỏng bét, bởi vì thần trí của nàng hoàn toàn bị dược vật kích thích tình dục, thân thể nàng giống như linh xà quấn chặt trên người chu hằng. Trong cái miệng nhỏ nhắn phát ra thanh âm ưm ưm trêu chọc lòng người, môi đỏ mọng hé mở, hôn chu hằng, a à, Chu hằng đẩy đầu của nàng ra, nhưng an ngọc Mỹ cũng không tức giận chút nào, quấn lấy hắn lần nữa, vóc người đầy đặn ma sát chu hằng, một đôi chân ngọc thon dài thẳng tắp kẹp thật chặt lấy thắt lưng của Chu Hằng, thực sự phát xuân. Trong lòng Chu Hằng không khỏi căng thẳng, trước đây hắn biết có dược vật mê loạn tâm trí, nhưng chưa từng có gặp qua, không nghĩ tới đan dược là có thể để cho An Ngọc mị lạnh như băng trở nên phóng túng như thế. Nếu như là độc dược, võ giả rất cường đại, tụ linh cảnh liền có thể vỡ đá gây sông, cường đại hơn thậm chí còn có thể rời sông lấp biển, nhưng sơ ý một chút mà ăn vào độc vật Vậy vô số năm cực khổ tu hành hoàn toàn hóa thành bọt nước, đường nghịch thiên, phải bước cẩn thận a. À. Trong lòng Chu Hằng cảm thán, trước mắt chính là một ví dụ tốt nhất, có lão tử là ích địa tam trọng thiên thì thế nào, người vẫn là chỉ có thể dựa vào chính mình, cho ta. Cho ta, ăn ngọc mị dùng ánh mắt ai oán nhìn Chu Hằng, trong cái miệng nhỏ nhắn hộp ra nhiệt khí làm cho người ta huyết mạch căng phồng, bộ dáng quyến rũ làm rung động lòng người kia đủ để cho bất kỳ nam nhân nào điên cuồng, nàng xé y phục Chu Hằng, lực lượng tụ linh tam trọng thiên đỉnh phong là cường đại cỡ nào suy lạp suy lạp mấy tiếng áo chu hằng liền bị xé tới nát nhừ chu hằng cũng không chịu nổi hắn ăn trái cây kết xuất từ kim dương thảo vương đây chính là bộ phận tinh hoa nhất của kim dương thảo mà kim dương thảo vốn là linh dược tráng dương tinh hoa quả kết xuất từ kim dương thảo vương lại càng là thánh dược tráng dương thánh dược này cũng sẽ không để cho chu hằng mê loạn thần trí chỉ biết hắn bị kích thích gấp trăm lần trở nên vô cùng nhạy cảm hết sức hưởng thụ sung sướng trong chuyện hoan ái, An Ngọc mị treo ngược ở trên người của hắn, cái mông đầy đặn vừa lúc ngồi ở phía trên vật cứng của hắn, không chịu nổi kích thích mà nhỏng lên thật cao, dưới sự ma sát không ngừng để cho tên kia trở nên sát khí mười phần. Y kỳ ấn hút, o gỡ ngày qua, Chu Hằng không biết tích xuống bao nhiêu tà hỏa, giờ phút này bị một vưu vật trời xanh quấn lên, bảo hắn làm sao còn có thể yên lặng quyết tâm được. Hắn có loại vọng động liều lĩnh ăn hết nữ nhân này trong ngực mãnh liệt đủ rồi. Hắn biết, nhất định An Ngọc Nghị bây giờ chẳng qua là bị dược vận mê loạn lý trí, cũng không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, mặc dù hắn không có giác ngộ phương diện này chút nào, chẳng qua là nhận thức vô duyên vô cớ đi trêu chọc một cường giả ích địa tam trọng thiên là không cần thiết chút nào, hắn muốn quên đi. Nhưng An Ngọc Nghị có thể sẽ không đáp ứng, luôn dính chặt trong lòng ngực của hắn, hai cánh tay ôm lấy Chu Hằng thật chặt, không ngờ để cho hắn không tránh thoát. Không gian đan điền của nữ nhân này ít nhất gấp 3 thường nhân, thậm chí gấp 4, lúc này mới có thể đủ chống đỡ cùng Chu Hằng phiền toái nhỏ biến thành đại phiền toái nếu là Chu Hằng không hạ sát thủ căn bản không thể tránh thoát đi ra ngoài nhưng hắn làm sao có thể hạ sát thủ vì vậy hắn chỉ có thể mặc cho An Ngọc Mị quấn thật chặt ở trên người của hắn hết sức chống cự ngược lại giống như là tên côn đồ khi dễ tiểu cô nương chẳng qua là hắn có thể kiên trì bao lâu hắn dù sao cũng là nam nhân bình thường hơn nữa đang trong thời kỳ huyết khí phương cương dễ dàng bị hấp dẫn nhất hơn nữa trái cây kim dương thảo làm độ mẫn cảm tăng lên gấp trăm lần một mỹ nữ yêu mị tận xương trong ngực để cho hắn làm sao có thể cầm giữ được có thể kiên trì lâu như vậy đã tương đối không dễ dàng chu hằng dục loạn tình mê hai tay mở ra ôm lấy cái mông tròn trịa đầy đặn ngạo nghễ ướn lên của an ngọc mị thật mềm thật co giãn chu hằng dùng sức nhéo hai tay tràn đầy xúc cảm tuyệt diệu tới cực điểm nhận được kích thích này an ngọc mị ôm chu hằng càng chặt để cho mặt của hắn vùi thật sâu vào bên trong hai vú kiêu ngạo của nàng, trong cái miệng nhỏ nhắn hộp ra hô hấp nồng đậm, tựa hồ như vậy có thể giảm bớt lửa nóng nhanh muốn thiêu cháy trong cơ thể nàng, suy, 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 quần áo an ngọc nghị cũng bị chu hàng xé thành nát bấy. Hiện ra một thân thể uyển chuyển mỹ tuyệt nhân hoàn, thân thể mềm mại động nhân giống như giang ngà, chẳng những tuyết trắng hơn nữa trắng mịn, bộ ngực mặc dù không có lớn khoa trương như cổ tư, nhưng cũng không phải là một tay chu hằng có thể nắm trọn, to lớn chắc chắn, rất tròn, An Ngọc Nghị ôm chặt cổ của Chu Hằng, một bên bản năng giao động cái mông đầy đặn, cố gắng kết hợp với Chu Hằng, hai người ở phương diện này cũng là vạn phần ngốc, lần lượt, ma sát, với nhau, để cho dục vọng của nhau trở nên càng cao hơn. Nhưng mười 10 lần, trăm lần thất bại không cần gấp gáp, luôn luôn va chạm vừa vặn, ân. Sau khi một lần tiến vào ngoài ý muốn, hai người đồng thời phát ra tiếng hừ lạnh thỏa mãn, nhưng một giây sau bọn họ trở nên càng thêm điên cuồng, hướng đối phương tìm lấy vui thích, một phòng đều tràn đầy ý xuân cũng không biết qua bao lâu, trận, đại chiến, kinh thiên động địa này mới kết thúc, hai người ôm nhau thật chặt, số lớn thể lực tiêu hao cùng tinh thần tuyệt đối thỏa mãn để cho bọn họ đều là lâm vào ngủ say, may là. Mỗi một tầng trong tháp cũng là tuyệt đối cách âm, mà cổ tư lại là người mê võ nghệ, nếu không bị hắn đánh vỡ chuyện tốt thì thật là có ý tứ, ngủ một giấc ngon lành, chu hằng tỉnh lại, hai mắt vừa mở, liền thấy một thân thể tuyết trắng nằm trên người. Trên thân thể mềm mại còn có từng đạo xanh tím bị hắn làm ra, trên người hắn khẳng định cũng không ít ít nhất trên lưng không biết bị nắm ra bao nhiêu dấu tay tóc đen phất phơ làn da như tuyết như ngọc thân thể uyển chuyển của an ngọc nghị dán chặt vào người hắn hồi tưởng đến đại chiến điên cuồng lúc trước của hai người chu hằng lập tức lại có phản ứng hiệu quả của kim dương thảo thật sự quá cường đại a à, an ngọc nghị phát ra một tiếng thét kinh hãi hai người lúc trước sau khi xong chuyện căn bản không có hoàn toàn tách ra chu hằng vừa động trực tiếp tiến thật sâu vào thân thể của nàng con mắt hai người đụng vào nhau đồng thời giật mình, An Ngọc Mị mặc dù là xảy ra quan hệ cùng Chu Hằng dưới tác dụng của dược vật, nhưng trí nhớ của nàng cũng không có mất, tình tưởng nhớ được hai người triển miên lúc trước. Tiểu tử này quả thực không phải là người, muốn nàng bảy tám lần, thời gian mỗi lần lại là tăng lên tới đáng sợ. Nàng vốn định sau khi sự việc xảy ra sẽ giết chết Chu Hằng, nhưng nàng bị hắn muốn một lần lại một lần, bây giờ căn bản cử động một ngón tay cũng là không có khí lực, đây chính là tác dụng của Kim Dương Thảo, có thể làm cho nam nhân đêm ngự vài nữ, huống chi là trái cây tinh hoa do kim dương thảo vương kết xuất ra rút đồ đáng chết kia của ngươi ra an ngọc mị hung tận nhìn chu hằng nếu như bây giờ nàng còn có khí lực thì nhất định sẽ bóp chết người nam nhân này người lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn cầm đi lần đầu tiên chân quý hơn 20 năm của nàng làm thì cũng làm hối hận nữa cũng vô ích chu hằng vốn là người làm việc quyết đoán lúc này vung bàn tay to lên đánh vào cái mông cao cao nổi lên của an ngọc mị a à, an ngọc mị thiếu chút nữa giận ngất nam nhân này lại dám đánh cái mông của mình ách thật giống như chuyện tình ác liệt hơn nữa cũng đã làm cũng tỉ như hiện tại thứ đang làm ác kia của hắn đang cắm vào trong thân thể của mình nữ nhân không nghe lời sẽ phải dạy dỗ chu hằng nhớ được rất rõ ràng lời của khổng ngạo côn an ngọc mị đã là nữ nhân của hắn vậy dĩ nhiên phải nghe lời của hắn ba 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 chu hằng không ngừng đánh xuống mỗi khi vỗ một cái an ngọc mị sẽ run run một chút không có biện pháp ai bảo hai người trước mắt đang ở trong trạng thái dán chặt vào nhau dưới mỗi một trường này cũng làm cho thứ kia tiến vào chỗ sâu nhất trong thân thể của nàng một trận chiến hỏa đã đốt lên lúc đó chu hằng gầm một tiếng áp an ngọc mị ở phía dưới an ngọc mị lại bị hành hạ tới chết đi sống lại một lần nữa sau khi xong chuyện trực tiếp chìm vào trong giấc ngủ ở trong ngực chu hằng chu hằng ôm tuyệt sắc vưu vận này trong lòng dâng lên một cổ cảm giác chinh phục mãnh liệt không trách được nhiều người trầm mê ở trong nữ sắc như vậy không phải không thừa nhận quả thật vô cùng tuyệt đẹp, để cho hắn vô cùng dư vị, chỉ trong nháy mắt như vậy, hắn quả muốn mãi như vậy cho đến vĩnh viễn, lúc này hắn mới nghĩ đến, cột tư không ngừng mà khiêu chiến ở tầng thứ ba. Nếu là nữ nhân này đột nhiên chạy xuống, chẳng phải là hỏng bét. Xuyên thấu thần thức qua cửa huyền thí luyện tháp, đào qua ở bên ngoài, cũng chỉ có chủ nhân như hắn có thể làm được điểm này, hắn và An Ngọc Mị không biết rằng có bao lâu, cửa phòng bị hắn phá vỡ cũng đã tu bổ tốt lắm. Những ngày qua hắn đã chuẩn bị số lớn thức ăn, nước cùng với quần áo ở trong cửa huyền thi luyện tháp, cũng không cần đi ra ngoài, ăn uống thả cửa ở chỗ này một phen, lấy ra quần áo mới để đổi, hắn khoanh chân ngồi xuống, tâm thần vô cùng yên lặng, sau khi trở thành một nam nhân chân chính. Trong nháy mắt hắn phảng phất như đạt được trưởng thành to lớn, trở nên càng thêm trầm ổn, tâm tính tu dưỡng nâng cao một bước, hắn giơ tay phải lên, vươn một ngón tay ra, không ngừng di động, từng đạo kiếm khí ngang dọc, dù xuống 36 thác nước màu đen nhánh, Hắn đang cố gắng dung hợp Phi Bộc Kiếm Pháp, loại dung hợp này cũng không phải là dung hợp chiêu thức đơn giản, mà là dung hợp kiếm ý, một loại lĩnh ngộ chân ý 36 thức kiếm pháp tiến thêm một bước, đây là thế. Hiện tại hắn đã có thể lấy ra chân tủy của 36 thức Phi Bộc Kiếm Pháp, mà hắn phải làm chính là dung hợp 36 thức kiếm pháp này, không giới hạn trong chiêu thức, một kiếm ra, ngưng tụ toàn bộ uy lực của Phi Bộc Kiếm Pháp một cách tự nhiên, cao hơn tầng lầu vốn là sau khi hắn lấy ra chân tủy của 36 thức kiếm pháp sẽ không tiếp tục tiến bộ, nhưng hiện tại thần thanh khí sảng, thần niệm rõ ràng, nhưng thật giống như có thể hoàn thành nhất cổ tác khí, ngón tay hắn dương lên nữa, lúc này biến hóa hiện ra, 36 thác nước biến thành 35. Lại đến, 34, 33, 32, tốc độ của hắn rất nhanh. phảng phất như ngộ đến bí quyết trong đó, nhưng là khi thác nước hình thành từ kiếm quang giảm bớt thành 18 đạo, phảng phất như gặp phải một đạo lạch trời, ngăn cản nó ươm. Một tiếng cắt đứt suy nghĩ của Chu Hằng, cũng là An Ngọc Nghị tỉnh lại, ánh mắt của nàng có chút mờ mịt, nhưng lúc thấy Chu Hằng, cũng là lập tức trở nên muôn màu muôn vẻ, nổi giận, ai oán, căm hận, vô cùng phức tạp cầm y phục cho ta. Cuối cùng An Ngọc Nghị tỉnh táo lại, nàng lấy hai tay bảo vệ bộ vị yếu hại, lạnh lùng nói với Chu Hằng. Chẳng qua là hai cái tay làm sao có thể đủ che đi vóc người khiêu gợi bốc lửa của nàng, muốn che lại lộ, ngược lại càng làm cho người ta sinh ý nghĩ kỳ quái. May là, cảnh đẹp như vậy chỉ có Chu Hằng xem được, Chu Hằng lộ ra một nụ cười nguy hiểm, xài bước đi tới phía nàng, ngươi. Ngươi muốn làm gì, ăn ngọc nghị là thật sự sợ, người này thật không phải là người A, rằng con nàng bao lâu rồi. Nàng đối với Chu Hằng là hận, bởi vì hắn cướp đi lần đầu tiên của nàng, nhưng cũng có cảm kích, bởi vì đối phương cứu nàng từ trong tay nghiêm ứng long ra, nếu như người xâm phạm nàng là nghiêm ứng long, như vậy hiện tại nàng sẽ nghĩ biện pháp đích thân giết chết đối phương, nếu như không thể, vậy thì tự sát, An Nhược Trần nhất định sẽ báo thù cho nàng. Đừng xem nàng đẹp đẽ quyến rũ, đó là trời xanh, nàng tính nóng như lửa, nguyện chết không gảy, nhưng Chu Hằng. Vừa là ân nhân, cũng là cầu nhân, làm cho nàng tâm loạn như ma, không thể không nói, ban đầu Chu Hằng ra mặt là vì mưu tình, dám là địch cùng Liễu Thừa Tuấn, vẫn là để lại ấn tượng tương đối sâu cho An Ngọc Nghị. Bất quá thưởng thức thì thưởng thức, nàng cũng không có coi chu hằng ra gì dù sao người như vậy cũng không phải là không có lại không nghĩ rằng hai người lần thứ hai gặp mặt đã là ở trên giường ngay cả giường cũng không có lần đầu tiên của nàng lại là bị chu hằng cướp đi ở phía trên đất đá lạnh như băng tên ghê tởm còn muốn hành hạ nàng nữa sao còn không đủ sao nàng thật muốn chết đừng đừng tới nữa mặt mũi xinh đẹp của an ngọc mị trắng bệch chu hằng không khỏi nổi cáu nữ nhân này coi mình thành tang môn tinh hay là cái gì, không ngờ sợ chính mình như vậy. hắn đáng sợ như vậy sao? nữ nhân không dạy dỗ không được, hắn một tay bắt an ngọc mị tới đây, chờ tay đặt an ngọc mị ở phía dưới, ba ba ba, chính là một bữa mang xào thịt để chào hỏi. an ngọc mị khóc không ra nước mắt, tên lưu manh này làm sao lại thích đánh cái mông của nàng như vậy? chẳng lẽ là từ nhỏ bị lão tử đánh nên tạo thành bóng ma? nhưng cũng không thể tùy tiện truyền hòa đến trên thân người khác a. À? bọn ta bao nhiêu người, quả thực mắc cỡ chết được. Hơn nữa, hắn lại đánh cái mông, mặc dù lúc trước chuyện tình hơn nữa cũng làm, nhưng khi đó là khi đó, nàng chúng nghị dược nha, hiện tại nàng chính là thanh tỉnh. Ba, 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 An ngọc mị cắn đôi môi đỏ mọng thật chặt không nói lời nào, nếu vừa rên gì chẳng phải là càng thêm mất thể diện. Nhưng bàn tay to của Chu Hằng phảng phất như có ma lực, mỗi một trường rơi xuống đều có một cổ nhiệt lưu chảy qua trong thân thể của nàng, làm cho nàng không tự chủ được mà mị nhãn như tơ hai hạt ngọc trâu trên bộ ngực cứng ngắc càng làm cho nàng xấu hổ và giận dữ chính là trong khe suối thậm chí có nước suối sông ra nàng có thể cảm giác được rất rõ ràng thật sự muốn cứ chết luôn đi không cần mất mặt nữa nàng không một chút chú ý tới bàn tay chu hằng đánh ra càng ngày càng nhẹ càng ngày càng chậm cuối cùng dứt khoát không đề cập tới hắn đang vuốt ve cặp mông màu mỡ rất tròn thu tâm tĩnh thần chu hằng hít một hơi thật sâu nữ sắc đối với võ giả mà nói giống như độc dược ngon nhất, rất dễ dàng làm cho người ta trầm mê trong đó, bao nhiêu thiên tài cũng là bởi vì nữ sắc mà phai mở trong mắt mọi người. Có thể dính, nhưng không thể quá mức trầm mê. Chu Hằng tính toán một cái, thời gian trong quá khứ hắn có ít nhất 2 phần 3 thời gian là phiên vân phúc vũ cùng an ngọc nghỉ. Đây đối với một võ giả mà nói quả thực là bất khả tư nghị, hoang đường, hoang phế. Hắn được thiên ban thưởng, có hắc kiếm, đây là cơ duyên bất thế, vì hắn mở ra một con đường đi thông tới võ đạo đỉnh phong. Nhưng nếu không phải hắn có thể thủ vững võ đạo chi tâm, vậy khẳng định sẽ bị lạc ở trên nửa đường, vĩnh viễn không thể nào có một ngày đi tới đỉnh. Độ, nhất định phải nắm chặt, chu Hằng ôm an ngọc mị vào trong ngực, một tay ôm lấy cái cầm như ngọc của nữ nhân này, thưởng thức vẻ mặt mộng ảo mê ly của nàng, thật là yêu tinh câu dẫn người A. À. Bàn về dung mạo, lâm phước hương, nguyễn giai oánh, Của tư cũng không kém hơn nàng, nhưng bàn về phong tình quyến rũ thì người nào không sánh bằng nàng. Cho dù là Mỹ phụ chín mùi như Lữ Tố Nga cũng phải cam bái hạ phong trước phong vận gợi cảm của nàng. Bất quá nghĩ đến tuổi chân thực của Lữ Tố Nga đã là 60, hắn không khỏi dùng mình một cái. Đây thật ra là quan niệm của hắn không có biến chuyển, Lữ Tố Nga có thọ nguyên 200 năm, trong mắt thường nhân là 60 tuổi, nhưng đối với tụ linh cảnh mà nói cũng bất quá là vừa vào 30 tuổi, chính là lúc chín mùi, võ giả tu hành nghịch thiên, tự nhiên không thể lại dùng ánh mắt thường nhân để xem. Giống như cường giả hóa thần cảnh có thể sống hơn 4.000 năm, như vậy cho dù 1.000 tuổi cũng chỉ có tương đương với người bình thường chừng 20 tuổi, tiến vào tầng thứ tụ linh trở lên, võ giả đã không nhìn số tuổi, chỉ lấy thực lực mà định ra, sau này phải ngoan, nếu không, đánh cái mông của ngươi. Ư su hằng uy phong bá đạo nói, nữ nhân của hắn tại sao có thể không nghe lời của hắn. An Ngọc Mị đâu chịu mặc cho hắn định đoạt, lúc này tỏ vẻ phản đối, ba. Ba, ba, Chu Hằng nhân cơ hội giày xéo cái mông của nàng một bữa, người mơ tưởng. Ba, 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 ta tuyệt đối sẽ không khuất phục. Ba, 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 Lưu Manh, người ít nhất để cho ta mặc y phục à. Ba, 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 hai người đều là tính tình ương ngạnh, bất quá một người bị vây trong trạng thái tuyệt đối bị động, thân thể trần chuồng bị đánh cái mông, này ở trong lòng là áp lực bực nào. Nửa ngày trời sau, An Ngọc Mỹ rốt cục khuất phục dĩ nhiên đây nhất định là ngoài mặt tâm lý nữ nhân này không biết mắng chu hằng thành hình dáng ra sao chu hằng cũng không so đo hắn có rất nhiều thời gian an ngọc mị rốt cục vẫn mặc quần áo vào đó là cổ tư sau khi thấy thân thể tuyết trắng đầy đặn yêu mị mê người của nàng bị quần áo che chu hằng không khỏi tiếc hận thở dài có một cổ vọng động giam cầm an ngọc mị vĩnh viễn ở chỗ này chỉ để một mình hắn nhìn hắn không khỏi nghiêm nghị vội vàng vứt ý nghĩ này ra ngoài chín tầng mây hắn có thể sát phạt quyết đoán nhưng giam cầm một nữ nhân không có chút oán thù nào cùng hắn, cái này quá mức, hoàn toàn vượt qua giới hạn thấp nhất của hắn, không có giới hạn thấp nhất, cũng chưa có bản tâm, không có bản tâm, thù vững võ đạo chi tâm như thế nào, người tại sao có thể có quần áo của nữ nhân. An Ngọc Mỹ đột nhiên hỏi, mắt to ngập nước nhìn chầm chầm Chu Hằng, ngọn lửa hừng hực kia cho dù là loại lính mới trong tình trường như Chu Hằng cũng có thể cảm giác được, cái gọi là liệt nữ sợ vướng víu, hảo nữ sợ dày vò, dù nói thế nào nàng đã là người của Chu Hằng hơn nữa đối phương cũng là vì cứu nàng mới thúc đẩy đoạn nhiệt duyên này trong thời gian thật ngắn nàng không biết trải qua bao nhiêu ý nghĩ cuối cùng vẫn là quyết định tiếp nhận chu hằng tình cảm nha có thể từ từ bồi dưỡng nhưng là một tia mầm mống tình yêu này cũng còn không có bồi dưỡng được đã làm cho nàng tức giận tới mức muốn đánh chu hằng đại sắc lang hoa tâm này nga nơi này có khách trọ đây là y phục của nàng sau này nhớ trả lại nàng chu hằng thuận miệng nói hắn không thẹn với lương tâm tự nhiên thẳng thắng, khách trọ. An Ngọc Mị thiếu chút nữa tức xỉu, người muốn lừa gạt ta, vậy có thể tìm lý do làm cho người ta tin tưởng chút na, đúng rồi, xem một chút người có thể được bảo vật gì. Ánh mắt Chu Hằng đột nhiên sáng lên, An Ngọc Mị là tụ linh tam trọng thiên, có cơ hội xông qua tầng thứ hai rất lớn, không biết có thể có được bảo vật gì, tới đây, hắn nắm tay An Ngọc Mị lên chạy lên trên thang lầu, khốn kiếp. Tiểu sắc lang, đồ lưu manh, trong lòng An Ngọc Mị mắng Chu Hằng, nhưng thân thể lại rất hư, khí lực đánh không lại Chu Hằng, bị hắn kéo lên thang lầu, phía trước có một địch nhân, ngươi chỉ cần chiến thắng nó là có thể đạt được bảo vật. Chu Hằng một tay đẩy An Ngọc Mị vào, hắn biết linh lực của An Ngọc Mị hết sức hùng hậu, không gian đan điền to lớn mặc dù không thể so với hắn, nhưng bởi vì cảnh giới cao, lực lượng không kém chút nào, có nắm chắc 10 phần có thể dễ dàng vượt qua kiểm tra Chu Hằng, ngươi tên. Chấm, sau khi thân thể An Ngọc Mị biến mất sau cánh cửa, âm thanh la mắng của nàng cũng im bặt, Chu Hằng cũng đi vào, nhưng lại là một cái không gian khác so với người sấm quan thành công. Tầng thứ hai này trống rỗng, căn bản nhìn không thấy tới thân ảnh của An Ngọc Mị. Bất quá, chỉ có chừng 10 phút đồng hồ sau, liền thấy An Ngọc Mị trống rỗng xuất hiện, trên bầu trời cũng rơi xuống một bình thuốc. Cuối cùng là địa phương nào? An Ngọc Mị nhìn chầm chầm Chu Hằng, trên mặt không che được vẻ khiếp sợ, lúc trước mặc dù nàng thấy môi trường chung quanh cổ quái, nhưng cũng không có để ở trong lòng, nhưng tới đây thì không giống với lúc trước, địch nhân bỗng nhiên xuất hiện kia dĩ nhiên là trận pháp diễn hóa ra, hoàn toàn vượt qua cực hạn nàng có thể tưởng tượng, đợi sau sẽ nói cho ngươi biết, xem xem ngươi có được thứ gì tốt trước. Chu Hằng chỉ chỉ bình thuốc trên đất, An Ngọc Mị liền tranh thủ nhặt bình thuốc lên. Trên mặt đẹp đầu tiên là ngẩn ra, tiếp đó lộ ra sắc mặt vui mừng mãnh liệt, liệt thiên đan. Lại là liệt thiên đan, liệt thiên đan là cái gì? Chu Hằng thuận miệng hỏi, hắn biết mỗi bảo vật cũng sẽ có kèm theo một tin tức, nói cho người được bảo vật này cách dùng, có thể giúp võ giả ích địa tam trọng thiên khai thiên. An Ngọc Mỹ thận trọng nói, sau đó dùng ánh mắt tựa như đề phòng cướp nhìn chầm chầm Chu Hằng, giấu bình thuốc ra phía sau, khai thiên khai thiên sau ích địa, đó chính là có thể đột phá đại cảnh giới. Bất quá cũng thật là kỳ quái, hắn rõ ràng là tụ linh cảnh, làm sao sẽ có được phần thưởng linh dược cấp bậc ích địa cảnh. Ách, thử nghĩ xem cũng không kỳ quái, bảo nguyệt kính mặc dù không có trợ giúp gì đối với tu luyện của hắn nhưng cũng chính là bảo vật cấp bậc linh hải cảnh đây cũng nói như thế nào đây còn có cột tư lấy được ngũ hành liên hoa phá võ kỹ làm sao có thể đủ để cân nhắc cảnh giới mặc kệ nó chỉ cần bảo vật tới tay là tốt rồi bất quá nữ nhân này là thái độ gì lòng chu hằng tràn đầy khó chịu bắt an ngọc mỹ tới ba 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 chào hỏi cái mông một bữa đánh cho mất hạnh của an ngọc mỹ ngập nước mệt mỏi hóa thành một vũng xuân thủy trong ngực hắn. Thiếu chút nữa để cho hắn cầm giữ không được, đẩy ngã yêu tinh này lần nữa, sau này ít câu dẫn ta. Hắn khí phách nói, phi, ăn ngọc mị quả muốn vì nhổ người không biết xấu hổ này, người nào câu dẫn hắn, rõ ràng chính là tiểu sắc lang, còn trách nàng. Bất quá thấy chu hằng không có giá tâm gì đối với liệt thiên đan, nàng cũng không xem chu hằng như đại địch nữa, na, cha ngươi còn không có đột phá khai thiên cảnh sao. Chu Hằng hiểu, nữ nhân này quý liệt thiên đan như thế là vì lão tử của nàng, ừm. Ánh mắt An Ngọc Nghị phức tạp nhìn bình thuốc trong tay, phụ thân bị vây ở ích địa tam trọng thiên đã có hơn 300 năm, không đột phá nữa thọ nguyên sẽ khô cạn. Mà nàng làm vậy, cũng là để kéo dài huyết mạch của An Nhược Trần mà thôi, từ nhỏ chưa từng thấy mẫu thân, nữ nhân đối với An Nhược Trần mà nói, chẳng qua là công cụ sinh đẻ, xua đuổi như rác, bất quá, An Nhược Trần đối với nàng thật sự tốt, nắm ở trong tay sợ rơi mất, ngậm ở trong miệng sờ tan ra, vô cùng sủng nịch. Vì vậy mặc dù nàng có lúc sẽ nhớ mẫu thân, không muốn xa rời phụ thân, sao có thể để cho phụ thân hồn quy thiên. Có liệt thiên đan, An Nhược Trần nhất định có thể đột phá đến khai thiên cảnh, có 400 năm thọ nguyên lần nữa. Vô luận thả vào nơi nào, viên liệt thiên đan này cũng là giá trị liên thành. Không, phải nói giá trị không cách nào lường được, ít nhất so sánh với một cường giả ích địa tam trọng thiên cũng cao hơn. An Ngọc Nghị tự nhận dù tuyệt diễm động lòng người thế nào, cũng không cách nào so sánh với một viên Liệt Thiên Đan, nếu như Chu Hằng thả phong thanh ra nói nàng có một viên Liệt Thiên Đan, chỉ cần giết An Nhược Trần là có thể nhận được, bảo đảm An Nhược Trần tuyệt đối sẽ bị mười mấy, thậm chí trên trăm cao thủ ích địa cảnh vây công đến chết. Dùng chính mình đổi lại một viên Liệt Thiên Đan, là kiếm được rồi, lòng An Ngọc Nghị tràn đầy khổ sở, nàng mặc dù cao ngạo, cũng không phải là không hiểu chuyện, không nói đạo lý, được rồi, Chu Hằng quý trọng như vậy nàng còn có lý do gì cự tuyệt chu hằng không không được nàng có thể làm nữ nhân của tên tiểu sắc lang này nhưng cũng không đại biểu nàng phải nghe theo hắn định đoạt thân thể chỉ bán cho hắn nhưng ở trên mặt cảm tình nàng nhất định sẽ chinh phục tên tiểu sắc lang này cũng không tin lấy dung mạo của nàng lấy sự quyến rũ trời xanh của nàng không mê chết được tên hỗn đản đáng ghét này hiện tại không thích nàng không cần gấp gáp tình cảm có thể từ từ bồi dưỡng chinh phục một tiểu sắc lang, vậy cũng rất có cảm giác thành tựu A, An Ngọc Mỹ nhất thời tâm linh thông thấu, người sợ nhất chính là để tâm vào chuyện vụn vặt, một khi nghĩ thông suốt nàng giống như đổi thành người mới, trên mặt yêu mị xinh đẹp hiện lên nụ cười mê chết người, nàng dẫm lên mảnh vụn đi tới chỗ chu hằng, mông tròn màu mỡ đung đưa trái phải, thân hình như rắn nước đủ để cho bất kỳ nam nhân nào cũng bị phóng hỏa, người phải gọi là nhạc phụ. Nàng bắt đầu bước chinh phục đầu tiên, chu hằng gật đầu. Ăn nữ nhi của người ta, tiếng kêu nhạc phụ này cũng là nên bành. Đang lúc này, chỉ thấy một đạo nhân ảnh lăn xuống từ trên thang lầu, quần áo cả người cũng là rách tung tóe, nhất là vị trí ngực, bị rách một cái lỗ hồng lớn, lộ ra hai bán cầu khổng lồ rất tròn trắng như tuyết, may là đầu vú cao nhất còn có vải chắn, An Ngọc Nghị vội vàng làm ra bộ dạng cảnh giới, Chu Hằng cũng là cười ha ha, nói, người đây là lần thứ mấy thất bại. Người nọ tự nhiên là cổ tư, nàng khe khẽ nghiêng đầu qua suy nghĩ một chút, lần 67 thật đúng là có nghị lực a à. chu hằng lắc đầu nói ngươi hiện tại không thể nào xông qua được dù sao thực lực chênh lệch quá xa ít nhất phải đến sơ phân nhị trọng thiên ngươi mới có hy vọng đây là tu luyện rất tốt ta đã cảm giác được cơ hội đột phá trước đại diễn thịnh hội ta tuyệt đối có thể đạt tới sơ phân nhị trọng thiên cổ tư vẫn ôn hòa nói muốn từ trên mặt nàng thấy vẻ mặt kinh ngạc cơ hồ là chuyện không thể nào đại diễn thịnh hội đây là lần thứ hai chu hằng nghe được cái tên này lúc trước liễu thánh kiệt cũng đã nói một lần hình như là cái gì đó không được đại diễn thịnh hội là vật gì hắn hỏi hai người các ngươi chấm an ngọc mị chắn trước mặt của chu hằng trên mặt lộ ra nụ cười điềm mỹ nói với cổ tư ta gọi là an ngọc mị muội muội xưng hô như thế nào nụ cười của ngươi thật giả dối ta không muốn nói chuyện cùng với ngươi cổ tư đi sang phía bên trái hai bước để có thể thấy chu hằng đại diễn thịnh hội chấm An Ngọc Nghị sau khi bị Chu Hằng chọc tức, thành công bị cổ tư chọc tức lần nữa, nàng chặn tầm mắt của cổ tư lại lần nữa, chỉ tay cắt đứt lời của đối phương, cô còn chưa mở miệng đã bị Chu Hằng đẩy sang một bên, đừng quấy rối, nếu không ta đánh cái mông ngươi. Nụ cười của An Ngọc Mị không khỏi đỏ bừng, nếu thật bị Chu Hằng làm cho đánh đòn trước mặt một nữ nhân khác, nàng thật là không có mặt sống sót, đại diễn thịnh hội là Hàn Thương Quốc Hoàng Thất Họ Nam Cung khởi sướng, tất cả võ già 50 trở xuống có tu vi sơ phân cảnh cũng tự động có tư cách, hơn nữa còn có thể mang theo một gã tùy tùng đồng hành vào. Mặt khác, tám đại thành của Hàn Thương, mỗi một thành còn có 10 danh sách thêm vào, phân phối cho 30 võ giả tụ linh cảnh trở xuống. Cổ tư nói liên tục, có ích lợi gì sao? Chu Hằng quan tâm nhất vẫn là điểm này, có thể tiến vào di địa của đại diễn tông năm xưa thám hiểm, trong lúc đó bảo vật linh dược đoạt được đều thuộc về sở hữu cá nhân. Cổ tư gật đầu nói, đây quả thật là cơ hội tương đối tốt, nếu không Liễu Thánh Kiệt cũng sẽ không treo ngoài miệng để tuyên truyền, chỉ tiếc ban đầu Chu Hằng căn bản không biết đại diễn thịnh hội là cái gì. Coi như là mị nhãn xinh đẹp để người mù nhìn, đừng quấy dày ta, ta khôi phục linh lực một chút, muốn tiếp tục khiêu chiến. Đúng rồi, y phục nhớ đưa cho ta. Một câu nói phía sau của cổ tư là nói với An Ngọc Mị, sau đó khoanh chân ngồi xuống, lấy ra một khối linh thạch hấp thu để nhanh chóng khôi phục linh lực. An Ngọc Mị thật muốn nhảy qua đánh cho nàng một trận làm như chính mình rất muốn mặc y phục của nàng vậy nhưng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi đừng nói đối phương là tu vi sơ phân cảnh nàng căn bản không địch lại cho dù là tụ linh cảnh nàng cũng sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đi chu hằng nắm tay an ngọc nghị trở lại tầng dưới chót của bảo tháp nói một lần về lai lịch cùng diệu dụng của bảo vật này biết được chính mình đang ở chỗ thần kỳ như thế an ngọc nghị không khỏi miệng há thật to để cho chu hằng bỗng nhiên phát lên một cổ ý nghĩ tả nhét một ngón tay vào trong miệng của nàng phi 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 an ngọc mị buồn nôn người không biết xấu hổ này chu hằng cười ha ha tiến tới nói bên tai của nàng ta rõ ràng nhớ được bộ dáng ngươi mút lấy ngón tay không thể không nói rất là mê người an ngọc mị lại nổi lên vọng động giết người quả muốn dùng hai mắt chừng chết tên hỗn đản đáng ghét này này cái này cho ngươi chu hằng lấy ra một quả phong linh quả mà hắn đã lấy được hắn vốn là có hai quả hơn nữa mượn gió bẻ mang lấy một quả từ chỗ nghiêm ứng long, hiện tại ba quả phong linh quả toàn bộ ở trong tay của hắn, chính hắn một quả, cho Chu Định Hải một quả, một quả cho nữ nhân của mình cũng là nên, đáng tiếc, có một quả nữa thì có thể để lại cho Lâm Phước Hương. Nghĩ đến bộ dáng xinh đẹp của Lâm Phước Hương, Chu Hằng không khỏi có một chút thất thần. Hiện tại hắn biến thành nam nhân chân chính, quay đầu nhìn lại thì ánh mắt tự nhiên bất đồng, rất dễ dàng hồi tưởng lại chỗ bất đồng mà Lâm Phước Hương đối với hắn, nguyên lai like cô nàng này thích chính mình. Chu Hằng không khỏi nhếch miệng cười một tiếng, kết hợp cùng An Ngọc Nghị hoàn toàn là dục vọng quấy phá, không hề có tình cảm, nhưng Lâm Phước Hương thực sự hàm tình mạnh mạch đối với hắn. Bị thích luôn là một chuyện cao hứng, mà đối với cường giả mà nói, tam thê tứ thiếp căn bản là chuyện nhỏ, hắn không có một chút ý niệm chỉ chuyên tâm với An Ngọc Nghị trong đầu, dĩ nhiên, hắn cũng không có ý nghĩ lấy nhiều người con đường võ đạo đã đầy đủ để cho hắn dùng tâm lực vô tận đuổi theo, đâu có nhiều thời gian dỗi rãnh như vậy. An Ngọc Mị đầu tiên là vui mừng, nhưng thấy ánh mắt rào rạt của Chu Hằng, hiển nhiên là nghĩ đến chuyện khác. Lấy nhạy cảm của nữ nhân, nàng có thể lập tức kết luận, Chu Hằng khẳng định nghĩ đến những nữ nhân khác. Nổi giận, nổi giận, tên tiểu sắc lang này, vừa mới ăn chính mình, hiện tại nghĩ những nữ nhân khác ở trước mặt nàng, sau này còn cao đến đâu. Không được, hiện tại đấu cùng hắn phần thắng không lớn vẫn là đột phá đến sơ phân cảnh rồi trở lại thu thập hắn từ đầu đến lúc đó bảo hắn đi hướng đông thì đi hướng đông bảo hắn đi hướng tây thì phải đi hướng tây hừm hừ An Ngọc Mị nghĩ đến đây không khỏi hưng phấn hớn hở ra mặt cầm lấy a tự dưng phát nốt gì thế Chu Hằng thấy An Ngọc Mị chậm chạp không cầm phong linh quả không khỏi hừ một tiếng trực tiếp nhét dị quả vào trong tay của nàng thuận tay nắm lấy lắc lắc người của nàng khốn Khốn kiếp, cô nãi nãi nhìn, tiểu sắc lang ngươi chờ đó cho ta. An Ngọc Nghị cất phong linh quả xong, nói tiểu. Chu Hằng, đi gặp phụ thân với ta, ta còn chưa trở về nữa, lão nhân gia ông ta nhất định sẽ gấp chết. Chu Hằng thử nghĩ thấy cũng đúng, liền cũng không vội và phục dụng phong linh quả, nói đi. Hai người trở ra khỏi cửu huyền thí luyện tháp, An Ngọc Nghị mặc dù đã là người lớn 24, 25 tuổi, nhưng thấy cái mình thích là thèm, vẫn là quấn Chu Hằng thu phóng bảo tháp lại, Chơi chừng 10 phút đồng hồ vẫn là không hết hứng, chỉ là nghĩ tới An Nhược Trần, không thể không tạm thời dừng lại, kéo Chu Hằng chạy đi. Hết tập 9.